Hello everyone. Chào các bạn nha. Khách mời. Được chưa? Được chưa sếp? Chào, cảm ơn kỹ thuật nha. Ok, chào các bạn. Tôi vẫn đang ở Westminster các bạn nhé. Vẫn đang còn sinh hoạt ở đây. Sáng hôm nay tôi với chị Linh với thêm một khách mời nữa đang tới làm một chương trình trên kênh Nhật Linh Sunshine và Trust Media. Tôi xin chào khán giả hai bên nhé, Trust Media và Nhật Linh Sunshine. Thì hôm nay có một cái đề tài thì các bạn thấy đặt cái tiêu đề đó, thì Nhật Linh về cả phiêu động sẽ trả lời cho anh Ngô Kỷ và cái đám Vino trả lời như thế nào đó. Trong này tôi sẽ đọc các bạn nghe. Chào chị Linh nha, chị Linh khỏe không chị Linh? Chào Phiêu Đồng. Khỏe chưa hả? Ngồi ở đây là thấy khỏe rồi. Không, các bạn. Cảm tạ ơn trời đất. Bây giờ la hai kênh này, một kênh là Nhật Linh Thanh Sai này, một kênh là Trust Media. Chào Bunga. Chào 14 bạn đang ở trên Nhật Linh Sunshine mà mới có 8 bạn like, xin 6 bạn nữa, mới có 6 bạn like thôi. Còn 8 bạn xin hãy like cho Linh để mà cái kênh của Linh được lan tỏa. Xin chào Thủy Hình, Thủy Huỳnh. Ok, bây giờ có cái câu hỏi thế này chị, bây giờ Phiêu đang làm hot nha. Rồi, làm hot chị phải trả lời nha. Thì ông Ngô Kỷ ông mới đăng lên trên Facebook của anh cái nội dung thế này. Bây giờ cứ thế là tôi đọc cái nội dung trước cái đã, rồi chị sẽ trả lời. Ông nói thế này đây: cộng đồng đang đặt vấn đề với thị trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Thì bây giờ ông thị trưởng thì ông chẳng có trả lời đâu. Ông cũng biết, ông cũng rảnh đâu mà trả lời cái kiểu Ngô Kỷ này đâu. Nhưng mà bây giờ tôi có đọc đủ cái đã. Có phải theo lệnh Cộng sản Việt Nam hay là cố tình với vạm cá Nhật Linh, xin lỗi nha, đọc nguyên văn nha, không có ý, không có ý nữa nha. Nên sắp xếp cho vạm cá Nhật Linh, ông dùng cái từ là vạm cá Nhật Linh. Cố tình ý cầm rước lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đứng trên khán đài trong khi vẹn cá Nhật Linh á, là nhục mạ lính Việt Nam Cộng Hòa chạy tới đáy, chắc Lê Nguyễn Mạnh Chí cần phải trả lời. Thì thưa các bạn nha, ông chắc Lê Nguyễn Mạnh Chí ông làm thị trường, ông rảnh đâu mà đi làm cái chuyện này. Thôi bây giờ tại vì trong này có tên chị Nhật Linh, không có tên tôi, nhưng mà bây giờ cho nên tôi mới làm hot. Bây giờ chị Linh sẽ trả lời, nhưng mà trước khi chị Linh trả lời này, bây giờ tôi ngắt từng đoạn để chị phân tích nha, tại vì dài quá. Bây giờ đọc lại nha, đọc lại các đoạn này. Cộng đồng. Xin lỗi. Bấm cái đỏ. Bấm cái đỏ. Được. Xin lỗi các bạn. Tôi tập cái thùng chút. Bây giờ tắt cái đoạn nha. Có những cái nội dung thế này. Đề nghị chị Linh chị hồi đáp cho ông Ngô Kỷ và cái đám Vino nữa. Cộng đồng đang đặt vấn đề với thị trưởng Westminster. Bây giờ tôi hỏi chị này. Ông nói là cộng đồng nó đặt vấn đề với thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Cộng đồng là chị giải thích nhìn cái cộng đồng nào đặt vấn đề. Trước tiên Linh xin chào 32 khán giả đang ngồi bên cạnh Nhật Linh Sunshine và những khán giả đang ở trên kênh của Just Media Network và của Phiêu Đồng. Xin chào tất cả khán giả, chào cộng đồng người Việt ở khắp nơi mà xem cái live này. Cho phép Linh được hỏi lại Ngô Kỷ. Ngô Kỷ là cộng đồng lộ, cộng đồng nổ, những chị nói là một cửa thì giờ sao những cộng đồng nào cần phải ghi tên rõ ràng, số 1, số 2, số 3, số 4, chứ không có phải tự mình lên nói, tự mình lên viết rồi mạo danh tím danh cộng đồng. Giống như cái thằng Phát Bùi nó tím danh chủ tịch cộng đồng vậy. Ngô Kỷ không có tư cách để đại diện cộng đồng, vì Ngô Kỷ là thằng đồ tể, thằng giặc phá nát cộng đồng này. Cho nên
Ngô Kỷ dùng từ cộng đồng là xúc phạm cộng đồng. Tôi trả lời như vậy. Trước tiên, Ngô Kỷ là ưa, lo ưa mà có quyền đặt câu hỏi như vậy. Vì tôi không có liên quan đến Ngô Kỷ. Cái việc cờ vàng là Ngô Kỷ tẩy chay không có liên can đến Ngô Kỷ. Và Ngô Kỷ không có phải là nhân vật đại diện cộng đồng, càng không có tư cách để thay mặt cộng đồng. Muốn nói cộng đồng là ai, phải có một cái danh sách như Ngô Kỷ đã từng đưa ra cái danh sách 32 chữ ký với ông phó thị trưởng Nam Quan để yêu sách cái lá cờ ở khu Phước Lộc Thọ. Cái hồi đó đưa có 32 chữ ký mà bây giờ lúc nào lên cũng nói 70 chữ ký. Nói láo, nói xảo, nói hơn gấp đôi. Mà 32 chữ ký còn sờ sờ đó. Mà bây giờ lên là nói 70 chữ ký. Nói láo quèn thoại. Rồi. Bây giờ phải đồng hỏi hỏi chị này. Xong chữ cộng đồng, trả lời câu cộng đồng. Từ bây giờ từ bình tĩnh. Bây giờ đặt, bây giờ ông viết có chục trong mình phân tích. Bây giờ ông viết, ông nói là cộng đồng nó đặt vấn đề. Thì như vậy ý chị nói đây là không phải là cộng đồng nào hết, mà chỉ có mình ảnh thôi hả? Đúng. Nhưng mà ông là chủ tịch cộng đồng thì sao? Hồi nào ai công nhận? Không phải chủ tịch cộng đồng mà xưng danh cộng đồng. Ai công nhận? Ngay cả Phát Bùi cũng không bao giờ, hiện tại chưa bao giờ là chủ tịch cộng đồng. Hiện tại Phát Bùi là tím danh cộng đồng. Còn năm 2018 là ăn gian phiếu bầu để ngồi ghế chủ tịch cộng đồng. Giật cái ghế chủ tịch cộng đồng của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí với sự tiếp tay của ông Phan Kỳ Nhơn. Ủa như vậy là ông Kỷ này, ông không phải là chủ tịch cộng đồng hả? Không, chưa bao giờ Ngô Kỷ là nhưng mà có một vị trí gì trong cộng đồng. Nhưng mà ông xưng danh là cộng đồng nó đặt vấn đề như vậy là cái này là không đúng sự thật. Đó là nói lố. Như vậy là phải nói rõ lô. Ra. Như vậy phải nói rõ ra là Ngô Kỷ, sửa lại đề nghị của Kỷ sửa lại nha. Ngô Kỷ đang đặt vấn đề với thị trưởng Westminster thì nghe có lý đúng không? Được, tại vì Ngô Kỷ là một cư dân thì có cái đặt vấn đề thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ để tôi sửa lại nha. Ngô Kỷ đang đặt vấn đề với thị trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chính xác như vậy đó. Bây giờ ý thứ hai này, có phở là theo lệnh cộng sản Việt Nam hay là cố tình để vạm cớ Nhật Linh, rồi sắp xếp cho vạm cớ Nhật Linh cầm rước lá cờ đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ chị bình luận sao? Con chị có phải theo lệnh cộng sản Việt Nam không? Không, cái đó thì theo lệnh đó. Bây giờ Linh nói nè, cái câu hỏi đó là hỏi ông Nguyễn Mạnh Chí thì phải để ông Nguyễn Mạnh Chí trả lời. Nhưng mà tại vì cái nhân vật mà Ngô Kỷ đòi ông Nguyễn Mạnh Chí phải trả lời là Linh, là Nhật Linh, cho nên Linh sẽ trả lời về phần Linh. Xin lỗi chị, Nguyễn Mạnh Chí không rảnh thời gian đâu. Đúng, đúng, trả lời đúng, này. Đúng rồi. Chị đừng có nói là để Nguyễn Mạnh Chí trả lời. Bây giờ Linh chưa nói hết. Thời gian để trả lời tàu lô thôi. Linh chưa nói hết. Linh chưa nói hết. Kỹ thuật viên. Linh đang nói. Xong việc. Về không, không còn nhờ nữa. Về mặt kỹ thuật. Về mặt nguyên tắc thì hỏi ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn thì ông sẽ trả lời. Nhưng tôi muốn nói với Ngô Kỷ nè. Ngô Kỷ hỏi gió, nghe lời của gió. Còn ông thị trưởng, ông không có thời gian để vào Facebook của Ngô Kỷ để ông đọc. Tôi tin chắc 1000% như vậy. Cho nên lời hỏi của Ngô Kỷ chỉ là lời của gió. Và đi ra đứng ở dưới cột cờ, nghe gió thổi, trả lời nha. Nhưng vì tôi có thời gian, cho nên tôi có coi Facebook và tôi thấy dính đến tên tôi, và tôi trả lời cái phần dính đến tên tôi. Tôi chưa có biết là có cái nhân vật nào trong cộng đồng này là cộng sản núp lùm để khuyên tôi là nên tham gia vào giúp một tay ở trong ban tổ chức để tổ chức bữa đó hay không. Nhưng mà có ít nhất là 3 người ở trong cộng đồng khuyên tôi là Nhật Linh, phải có Nhật Linh vào giúp một tay cho cái việc này. Chứ không thôi là thời gian không có nhiều, mà nếu không có Nhật Linh giúp thì cũng hơi mệt chút xíu. Tất nhiên,
Có mợ thì chợ đông, mà không có mợ chợ chẳng bỏ không bữa nào. Nhưng mà tôi là cái người quen việc ở trong cái nhóm này và cái việc của cộng đồng này, cho nên là người ta nói phải có Nhật Linh. Với lại tôi cũng được cái trời cho may mặt mau mắn. Bây giờ tôi nói nè, cái việc của tôi làm ở trong cái buổi lễ ngày hôm qua là gì? Thứ nhất là tôi phải đi lên kênh của tôi để tôi quảng bá, kêu gọi đồng hương khắp nơi là chung một chút tài chính nhỏ nhoi, cùng chia sẻ, đóng góp để có một cái khoản ngân quỹ chi phí cho buổi lễ. Cái việc tiếp theo là tôi kêu gọi đồng hương, tôi giải thích ý nghĩa, mục đích, rồi tôi giải tỏa những thắc mắc, rồi tôi phân tích những vấn đề cần thiết để cộng đồng, đồng hương đi ra tham dự ngày lễ này. Và tôi cùng với lại nhóm các chị, các cô đi chợ mua xôi, mua nếp, mua thịt, mua đủ thứ, trái cây đủ thứ, rồi về nấu nướng thức cả đêm, cả hôm, cả ngày. Nấu 600 hộp xôi, mỗi người một hộp xôi. Ở trong đó gồm có xôi gà, xôi gấc, xôi giò lụa, rồi xôi đậu phụng dành cho những người ăn chay, xôi đậu phụng với muối mè. Rồi mỗi một hộp xôi như vậy là có 2 cái bánh cam, 1 trái quýt và 1 chùm nho, nho nhỏ. Trời, thì nhắc là anh thèm rồi đi mua đó. Mua nước uống, rồi đi xin ở tàu hũ Thanh Sơn 60 bình đậu nành cho mọi người uống, rồi đi mua khăn giấy nĩa muỗng. Nói tóm lại là cái nhóm chị em chúng tôi đã giúp cho ban tổ chức cái phần việc đó để tiết kiệm ngân sách. Chứ còn nếu mà đi đặt nhà hàng, đi đặt 250 phần bánh mì thịt, nếu mà đi đặt hết thì không có đủ tiền để mà làm. Chúng tôi phải tiết kiệm từng đồng, từng xu của cộng đồng đóng góp, để bỏ công sức của mình ra để mà nấu, chuẩn bị bao nhiêu phần như vậy đó. Thì cái việc làm của tôi trong ban tổ chức là như vậy, và góp phần vào là sắp xếp mà bàn ghế, rồi ra đó đứng, rồi mang nước, mang cơm rồi cho mọi người. Tức là làm cái công việc ở đằng sau sân khấu để cho đồng hương, mọi người đến đây có thời gian vui vẻ, rồi ăn uống tại chỗ cho đỡ mất thời gian, và cái cùng chung hưởng một cái ngày hội vui vẻ. Đó, thưa với anh Thiệu Đồng, công việc của tôi là vậy. Chúc nha. Bây giờ phải đồng hỏi chị này, những cái việc chị vừa kể đó, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị nấu này nấu kia, rồi phục vụ vậy, rồi cái việc đó là công xã giao cho chị đúng không? Ý ông ngoại này, công sản giao cho chị đúng không? Ngô Kỷ. có phải không cơ đã? Ngô Kỷ, vĩnh mai lên nghe tôi trả lời. Cộng sản đâu có rảnh mà giao cho làm việc đó. Cộng sản đâu có lo từng bữa ăn cho cộng đồng. Cộng sản người ta lo những việc lớn của quốc gia đại sự. Của họ. Cái việc mà người ta phải... ở trên cái tòa đại sứ người ta có nhiều việc lắm, người ta đâu có phải lo cái việc cái này. Và cái sự có mặt của tôi ở đây không có mang lại lợi ích gì cho cộng sản hết. Họ đâu có mang kêu tôi tới đây làm gì. Chẳng lẽ mày còn muốn lấy hình ảnh thì bao nhiêu youtuber quay, họ muốn lấy hình gì chả được. Họ có thừa những người nằm vùng ở đây, một cái lực lượng hùng hậu nằm vùng để lấy hình ảnh, một cái lực lượng hùng hậu để đánh phá, cần gì đến tôi? Tôi không có cái vai trò gì, không có cái gì để cho cộng sản phải chỉ đạo tôi đến đây làm. Và cái việc tôi làm là nấu nướng ở đằng sau bếp, không có lợi ích gì cho cộng sản hết. Nghe chưa Ngô Kỷ? Rồi bây giờ, nhưng mà ông không quan tâm cái chuyện đó, mặc dù cái chuyện đó chị làm rất là nhiều. Nhưng bây giờ ông quan tâm cái chuyện khác này. Ông nói là có phải cộng sản á, là chị làm theo lệnh cộng sản, rồi đến cái buổi ngày hôm qua đó, ngày 24 tháng 3 đó, rồi để mà cầm rước đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa.
mà đứng trên khán đài nữa, đưa mấy cái hình đứng trên khán đài này. Như vậy cộng sản có yêu cầu gì vậy không? Hay là Ngô Kỷ tưởng tượng ra? Ngô Kỷ nó là cộng đồng yêu cầu. Ngô Kỷ cộng sản đâu có yêu quý lá cờ đó mà biểu cử tôi đi cầm rước. Đây, xin mời tới hai người vô là các cái hai khách mời lên. Hai hôm nay quý vị nghe chính trị bữa nha. Hôm nay có mấy người bạn quý của mình lên tới đây là đưa hip hop vào lên đỉnh Olympia đó. Rồi. Cảm ơn kỹ thuật nha, cảm ơn kỹ thuật nha. Dạ, yeah, để canh lại đàng hoàng nha. Cảm ơn kỹ thuật. Rồi đây. Cô đẹp quá không vô. Nào không, kỹ thuật là kỹ thuật viên thôi. Yeah. Thuật rồi. Viên. Đó, Linh nói nè. Thôi sao để giới thiệu với đã. Giới thiệu các bạn kênh Trust Media với là Nhật Phát Thanh Sai nha. Đây là Tuấn, cũng cũng là bạn tôi. Uh-huh. Cũng là bạn năm quan luôn. Thì có mời Tuấn cách đây mấy hôm rồi nhưng mà Tuấn bận việc. Thì Tuấn thì có lên kênh tự động như 2-3 lần vậy rồi. Giống vậy đó hả? Cho nên thì có dịp tới đây thì ngày mai tôi mời Tuấn lên đây, tại vì Tuấn cũng là cư dân ở Westminster. Rồi Tuấn chào khán giả Trust Media với là Nhật Linh Sunshine. Rồi xin chào khán giả của kênh Nhật Linh Sunshine và Trust Media. Có nhiều bữa trước mà mời Tuấn lên kênh này, có nhiều người nói là Tuấn có phải là họ nói Tuấn là có phải lính Mỹ hay không. Lính Mỹ ha, thì cũng được không, cũng cứ cho vậy đi phải không? Thì muốn mình lính nào cũng được hết. Lính được cộng được không? Dạ, không. Không được. Bộ đội được không? Bộ đội. Cộng là phải bộ đội. Rồi giờ mời chị Linh tiếp tục. Rồi Tuấn ngồi nghe là ra. Rồi. Tuấn cho phép chị Linh nói tiếp nha. Dạ, rồi tí Linh nữa nói. Tuấn sẽ nói. Tôi muốn nói nè. Cái lá cờ vàng đó đâu có dính líu gì đến cộng sản mà cộng sản cử tôi vô cầm. Mà tôi cầm hay bất cứ ai cầm, nó chẳng có cái gì khác nhau hết đó. Nó chỉ cầm lá cờ vậy thôi, nó không có gì khác nhau hết đó. Mà sao Ngô Kỷ nhiều chuyện vậy? Ngô Kỷ mà ghét ai á thì dù cho trái bồ hòn nó cũng phải méo. Cái bản chất của Ngô Kỷ ai mà còn xa lạ gì. Và bây giờ có thêm Phát Bùi nữa. Ngô Kỷ ói ra cái gì là Phát Bùi là y chang như vậy. Ói ra cái gì là có người nuốt lại và y chang sổ ra như vậy hết. Tối hôm qua tôi coi cái clip mà Phát Bùi trả lời trên phố Bonsa, nhận thức về cái buổi đại lễ ở Phước Lộc Thọ. Hai người nói có một loại ngôn ngữ, một cái thể loại ngôn ngữ, một cái góc nhìn đê tiện nhỏ nhen, ganh tị tức ói máu. Phát Bùi với Ngô Kỷ muốn cái credit đó lắm mà không bao giờ có được, bởi vì cái hội đồng quản trị của Phước Lộc Thọ người ta phải chọn mặt gửi vàng, cả cái cộng đồng này ai cũng điểm mặt biết tên. Phát Bùi là ai, Ngô Kỷ là ai, người ta thuộc bài hết. Làm sao mà mấy người có thể đòi hỏi được cái cột cờ vàng đó mấy chục năm nay? Mà tại sao ông Chí Trạch Lê Nguyễn mới lên làm thị trưởng có mấy tháng à, thì đã được ông chủ Phước Lộc Thọ đại diện cho cái hội đồng quản trị đó đàm phán với nhau, chịu ngồi đàm phán. Và hơn một năm qua, ông Chí Trạch Lê Nguyễn, ông đã điêu được. Và kết quả là cái trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa đã chễm chệ, nằm song hành, đứng song hành với trụ cờ Mỹ. Và bay, tung bay, đẹp một cách tuyệt diệu ở trước Asian Mall Phước Lộc Thọ. Và tôi tự hào, nhóm của chị em chúng tôi đã góp phần chăm lo cái phần lương thực, phần dạ dày của cộng đồng, để cho cộng đồng đến chung vui cái ngày hội của cộng đồng ngày hôm qua. Và cái việc chị em tôi cùng nhau
cầm cái lá cờ đó đến kỳ đài là xứng đáng. Vì chị em chúng tôi lăn lộn với những cái lần tranh cử của các vị dân cử ở đây, đi gõ cửa từng nhà, đi phát flyer, chị em chúng tôi làm những việc tốt cho cộng đồng. Tôi xin hỏi, ở trong cộng đồng này, ai cũng nhìn thấy là có hai phe phái. Một phe là do phát bùi xỏ mũi, và một bên, tôi đang nói một bên, còn bên kia là phe. Bởi vì họ làm những chuyện phá hoại cộng đồng, cho nên tôi gọi là phe đảng. Còn bên này xây dựng cộng đồng, tôi gọi là bên, chứ tôi không dùng từ phe. Bên những người dân cử hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chân chính là Văn Lân Trí Chí Nam Quang, người ta góp phần xây dựng cộng đồng. Và chị em chúng tôi cùng vui, cùng khóc, cùng cười, cùng thức khuya dậy sớm, cùng đội nắng dầm mưa với những người dân cử này, đi gõ cửa từng nhà, cầm từng cái tờ flyer đến, giải thích có nghe cử tri mắng chửi, nghe cử tri chứng kiến cử tri xua đuổi, tất cả đều nếm trải, ngọt bùi cay đắng chúng tôi trải qua hết. Chúng tôi nếm trải trước các vị dân cử, bởi vì các vị dân cử sau cuộc bầu cử mà đã trúng cử rồi mới ngồi trên hội đồng thành phố và mới bị cư dân đến chửi. Còn khi chúng tôi đi vận động tranh cử, chúng tôi chịu nghe chửi trước, chịu bị xua đuổi trước. Có những gia đình chúng tôi tới, bấm chuông xong người ta mở cửa, vừa thấy chúng tôi cầm cái tập profile, họ sập cửa lại liền. Họ đuổi, nhưng mà chúng tôi kiên trì nói vọng vào. Và cuối cùng người ta cũng mở cửa ra cho chúng tôi giải thích. Chúng tôi phải thuyết phục từng cử tri như vậy. Chúng tôi giải nắng dầm mưa, đội nắng, đi trong gió mưa như vậy, lăn lộn nhiều tháng trời với cử tri, thuyết phục họ, năn nỉ họ, thì mới được những lá phiếu cho các vị dân cử lên ngồi vào cái ghế đó để thay mặt và đại diện cho cộng đồng Việt Nam, cho cư dân ở nơi này. Chúng tôi lại trong cái ngày đại lễ này, chị em chúng tôi đi trong mưa. Cái ngày thứ sáu là trời rất là mưa. Chúng tôi đi chợ về, thứ bảy cũng mưa gió, chúng tôi nấu nướng một ngày một đêm thứ bảy và tối thứ bảy, để sáng chủ nhật ra là bắt đầu ra hộp 600 hộp thức ăn, và đi đặt 250 phần bánh mì, đi mua nước, mua giấy, mua chén, mua đĩa các thứ để về cho cư dân không có phải lo cái dạ dày khi mà tham gia cái buổi hội đó. Chị em chúng tôi xứng đáng để cầm cái lá cờ đó một cách tự hào, hạnh phúc. Ngô Kỷ My là ai? Ngô Kỷ, nghe tôi nói đây. Ngô Kỷ là một thằng trốn lính, nhảy núi. Cha của Ngô Kỷ tiếp tế cho cộng sản đi tù. Ngày 28 tháng 4 năm 75, nếu không có đường dây cộng sản, làm sao ba chị em Ngô Kỷ vào được sân bay Tân Sơn Nhất mà bay thẳng qua Mỹ? Hả Ngô Kỷ, trả lời đi. Ai đưa ra cái idea quái đản quái thai làm cái văn phòng lưu động cho ông thị trưởng Trí Tạ để chống đối bà phó thị trưởng Kimberly Hồ? Mua chiếc xe 9.000 đồng. Lúc đó mấy vị dân cử có đồng ý không Ngô Kỷ? Mấy ông dân cử đều nói đó là một cái idea quái thai, nhục nhã. Nhưng mà Ngô Kỷ nói, nếu mà tụi mày không nghe lời tao, tao bỏ tụi mày luôn. Và Ngô Kỷ chửi tánh mình. Cho nên mấy ông dân cử mới nói là thôi đi, cái miệng nó dữ quá,
mỗi anh em bỏ một tí tiền ra cho nó đi. Nhưng mà may nhờ một số đại gia ở Bắc Cali người ta cho cái khoản kha khá, và anh em dân cử mỗi người bỏ ra 500, Huy Đức 500, mới có 9,000 để cho Ngô Kỵ lấy chiếc xe. Mà lấy chiếc xe đó có sang tên hay không mấy em dân cử cũng không cần biết, mà tôi chắc không bao giờ sang tên được. Tại vì Ngô Kỵ là thằng homeless, đang ăn tiền bệnh, tiền thần kinh, tiền già, làm sao đứng tên được cái chiếc xe 9,000? Thì khai income ở đâu ra? Thôi thì cho em ngắt lời đi. No. Bây giờ cái chuyện xe là anh bán, anh trả lại hết tiền rồi, mình chỉ nói chi nữa. Anh trả lại hết rồi. Trà Khí Mô. Ủa? Chưa trả à? 9,000 Trà Khí Mô. Ngô Kỵ. Bây giờ tôi nói tiếp. Ngô Kỵ. Rồi tự Ngô Kỵ muốn trang trí cái kiểu gì trang trí mấy ông dân cử cũng không cần biết. Mỗi người bỏ ra 500 coi như là bố thí để khóa cái mỏm hỗn hào hồ đồ mất dạy. Ủa như vậy? Cái và mấy ông không quan bây tâm. Giờ, bây giờ cái xe đâu rồi chị? Cho em hỏi đi. Cái xe đâu cái rồi? Chiếc xe đó nó vào trong bụng Ngô Kỵ rồi sắt thép nhôm nhựa cao su nó vô trong cái dạ dày của một cái đứa xà càng hút mớ. Một cái kẻ quái thai của cộng đồng này vô phúc vô phần mới có một cư dân như Ngô Kỵ. Phải không? Tôi nói ra để thấy đứa nào là vô nhân cách, đứa nào là xúc phạm cơ vàng, đứa nào không xứng đáng mạo danh hai từ cộng đồng Ngô Kỵ. Rồi cái tự làm chiếc xe đó, tự ghi số phone của mình lên và tự lên trên kênh YouTube của Mai Tiến Dũng rao giảng, ai muốn liên lạc ông thị trưởng thì gọi qua số phone này, tự cho mình là chánh văn phòng của cái chiếc xe văn phòng di động của ông thị trưởng hả Ngô Kỵ. Ai cho Ngô Kỵ được quyền đưa cái số phone đó lên? Ngô Kỵ tưởng là tất cả chúng tôi ngu à, biết hết. Nhưng mà chúng tôi coi Ngô Kỵ như cái đồ dẻ rách, không có màng. Và ông thị trưởng Trí Tạ chưa bao giờ có ý định ngồi lên chiếc xe đó, có phải không? Và mãi sau đó rầm rộ vài ngày, Ngô Kỵ tự mua xe, tự trang trí, tự ghi số phone mình lên, tự lái xe về cất và âm thầm tự ăn nhậu, ăn nhét hết nhôm nhựa sắt thép cao su. Bây giờ chiếc xe biến mất. Cái bụng Ngô Kỵ đi làm xiếc hay lắm, người ta sẽ đưa dao đưa kim loại nuốt hết vô trong bụng hết. Làm xiếc đi Ngô Kỵ hái nhiều tiền lắm để cho thoát cái cuộc đời homeless tồi tệ mà phải đi bưng bô cái đám YouTube phá hoại cộng đồng để mỗi ngày kiếm mỗi bữa ăn, chụp hình đưa lên Facebook. Nếu không có đi theo cái đám YouTuber phá hoại cộng đồng, làm gì có những cái tấm hình ăn uống để khoe hả Ngô Kỵ? Ai xứng đáng? Và cộng đồng nào đưa chữ ký và tên tuổi địa chỉ đây rồi chất vấn. Thêm một cái câu gì tiếp theo, hỏi câu gì tiếp theo cái hết nội dung rồi. Đó hết rồi không? Linh còn nhớ trong đó hỏi là ông Chí Chặt Liên Nguyễn là theo sự chỉ đạo cộng sản hay là có tình ý với con Nhật Linh. Ngô Kỵ, cái thằng dơ giấy bẩn thỉu quái thai quái dị đi qua bên Thụy Sĩ 3 năm để đi hầu cái lão già người Mỹ gốc Ý, đi ôm ấp cái thằng đó để kiếm sống 3 năm
Cho nên bây giờ Ngô Kỷ nghĩ ai cũng dơ như vậy. Ông Chí Chặt Liên Nguyện có tình ý gì với tôi? Ngô Kỷ đưa ra bằng chứng. Đừng có ăn nói như vậy, mất nhân cách. Con chó điên. Chẳng thà mà con Lucky nó điên như vậy á, thì không ai nói. Bởi vì nó là con chó. Còn Ngô Kỷ, dù sao người ta vẫn gọi là con người. Con người có nghĩa là có phần con và có phần người. Mà đã là con người hơn thất thập cổ lai hy thì phải sống phần người nhiều hơn phần con. Tại sao lại sống phần con 100% vậy Ngô Kỷ? Đừng có điên quá mà ăn nói những lời dơ bẩn, quái thai, quái dị như vậy. Một con người đã gọi là con người thì phải có lòng tự trọng, có nhân cách. Một con người mà nói yêu cờ vàng thì không bao giờ được phép nói là ai cho tôi 1 triệu đô tôi sẵn sàng giẫm đạp lá cờ vàng, xé cờ vàng, đốt cờ vàng. Bởi vì lá cờ vàng đó đâu có bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu đồng. Trong khi đó tôi lấy 1 triệu tôi mua 100.000 lá cờ. Chỉ có phần con nó mới nói như vậy. Ngô Kỷ, phần người không ai nói vậy. Và tôi lặp lại, tôi nói theo cách so sánh của Ngô Kỷ. Chẳng khác nào Ngô Kỷ nói: tôi yêu cha mẹ tôi vô cùng, nhưng nếu ai cho tôi 1 triệu đô tôi sẵn sàng lấy 2 tấm hình tôi đang thờ cha mẹ của tôi đây nè. Cha mẹ tôi là Ngô Kỷ. Tôi sẽ bỏ xuống, tôi giẫm đạp 2 tấm hình này. Tôi xé nó và tôi đốt nó. Bởi vì 2 tấm hình này nó đâu có giá trị bao nhiêu tiền. Trong khi đó tôi cầm 1 triệu đô. Tôi sẽ rửa 100.000 tấm hình cha mẹ tôi. Tôi treo khắp nhà để tôi nhìn đâu cũng thấy hình cha mẹ tôi. Ngô Kỷ có dám nói điều đó không? Một thằng quái thai, một gia đình vô phước vô phần mới đẻ một thằng con quái dị, quái đản, mất dạy như Ngô Kỷ. Cha cũng sợ, anh cũng sợ, chị cũng sợ. Rồi làm một công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, chưa một ngày bồng súng để bảo vệ thể chế Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Khi đến Mỹ từ năm 24 tuổi, chưa bao giờ một năm nào mà đóng thuế cho chính phủ. Toàn là khai đi làm dưới mức đóng thuế, ăn tiền bù thêm của chính phủ. Đến cái độ tuổi trung niên, quan hệ với một bác sĩ có tiếng trong cộng đồng, chứng nhận là bị bệnh thần kinh để ăn tiền bệnh. Và đến tuổi ăn tiền già, cho nên Ngô Kỷ thèm đi về Việt Nam nhưng không bao giờ dám về. Tôi dám chắc như vậy. Vì sao? Vì nếu đi ăn tiền già mà đi ra khỏi nước Mỹ, cho dù đi 28 ngày trở lại, vẫn phải khai với SSI là anh đi vé máy bay ai cho, tiền khách sạn ai bao, tiền ăn mỗi ngày, tiền đi xe Uber mỗi ngày, mọi chi phí trong chuyến du lịch đó ai trả. Và tổng cái số tiền chuyến đi đó, SSI người ta sẽ tính vào trong cái income và người ta sẽ trừ tiền già cho đến bao giờ đủ cái income đó. Phải không Ngô Kỷ? Cho nên chính vì lý do đó mà Ngô Kỷ không có dám đi Việt Nam, chứ thèm lắm, thèm lắm, thèm lắm. Nếu như một ai đó, ví dụ như bà Lệ Lý, hứa với Ngô Kỷ là đi về Việt Nam với Lệ Lý đi,
quê mình về mình làm đồng ruộng xanh tươi, vườn cây trái trĩu ngọt. Và Lệ Lý sẽ nuôi Ngô Kỷ suốt đời. Lệ Lý sẽ trả tiền già mỗi tháng thay cho SSI. Ra tòa thuê luật sư làm giấy công chứng như vậy. Ngô Kỷ đi liền. Ngô Kỷ chỉ cần có tiền hàng tháng là Ngô Kỷ đi ngay, đúng không? Và cái đứa nào 10 tháng qua đến nhà bà Lệ Lý mà về miệng câm như hến, hả Ngô Kỷ? Có tình ý gì? Tôi dùng ngôn ngữ của Ngô Kỷ, tôi đặt lại. Có tình ý gì? Trong khi bà Lệ Lý lên kênh Bonsa TV, bà nói hẳn hoài. Gia đình, từ ông bà cho đến cha mẹ đều là Việt Minh. Thì tại sao Ngô Kỷ lại quan hệ bà Lệ Lý? Trong khi tôi làm biên tập viên âm nhạc, thì Ngô Kỷ chụp mũ là biên tập viên âm nhạc quan trọng lắm, phải là cao cấp của Cộng sản. Hả Ngô Kỷ? Cao cấp chỗ nào? Chỉ ra, bằng chứng chỉ ra. Và tại sao bà Lệ Lý bà công nhận gia đình bà, từ ông bà cho đến cha mẹ của bà là Việt Minh, mà sao Lệ Lý không chụp mũ bà, chụp cái đầu bà lại chứ? Bà nói rõ ràng tôi là Việt Minh mà, gia đình tôi Việt Minh, mà tại sao Ngô Kỷ lại quan hệ với Việt Minh? Hà Ngô Kỷ, trả lời vậy thỏa đáng chưa? Cái thằng tồ lô. Ngô Kỷ, đứa nào cộng sản, đứa nào nhận lệnh cộng sản, đứa nào qua đây bằng máy bay từ ngày 28 tháng 4, có phải là đường dây cha của Ngô Kỷ sắp đặt cho ba chị em Ngô Kỷ qua không? Và có phải nhận lệnh Ngô Kỷ không cần đi học, sẽ có tiền hàng tháng để sống, Ngô Kỷ phải tìm mọi cách vào trong dòng chính, phải gần gũi với những người làm chính trị để thâu tóm thông tin, có phải không? Tôi nói điều này có bằng chứng. Vì một người bình thường, không ai lưu trữ tư liệu như Ngô Kỷ cả. Chỉ có mục đích, cái gì cũng phải chụp hình, ghi hình, từng cái thư viết cảm ơn cũng phải lưu lại bút tích. Làm cái gì cũng phải chụp hình. Ở trong môi trường đó có những ai, các chính trị gia nào, phải nốt đàng hoàng tên tuổi, chức vụ, địa bàn nào để báo cáo cho tổ chức, để lập công, để tính credit, đúng không Ngô Kỷ? Không có một người bình thường nào mà lưu trữ tài liệu như Ngô Kỷ. Từ mấy chục năm, 49 năm qua Mỹ còn nguyên vẹn như vậy. Cho nên bây giờ tôi tạm dừng ở đây. Tôi nhường lời lại lúc nãy giờ, vì tôi trả lời anh Phiêu Đồng, mà cái vấn đề Ngô Kỷ đặt ra mang tính chụp mũ, mượn danh cộng đồng một cách nguy hiểm. Cho nên tôi cần phải mở mắt. Cái cộng đồng nào mà u mê Ngô Kỷ cần phải thấy. Cho nên tôi tiếm thời gian của hai người đang ngồi cùng với tôi trên màn ảnh. Tôi xin lỗi hai bạn và bây giờ tôi nhường lời. Không, không, chị còn một câu hỏi nữa, chưa xong. Chưa đâu. Hả? Trời ơi. Để tôi hỏi như vậy nè. Nhiều quá. Như vậy, nãy giờ là hai anh em tôi nghe chị nói hết rồi, với khán giả cũng nghe hết rồi. Thì anh Ngô Kỷ là lên Facebook còn nói là cộng đồng, đại khái là cộng đồng hỏi việc này việc kia, nhưng mà thật ra đây không phải cộng đồng đâu cả. Tại vì ảnh cũng không có, có phải là tưởng một cái cộng đồng gì, rồi ảnh cũng có lý do gì đại diện cho cộng đồng cả, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, thì nãy giờ hai anh em tôi nghe chị nói, thì ảnh nói là chị là tuân theo lệnh cộng sản để làm những cái việc nấu ăn, rồi cũng như cầm cờ, rồi cũng như là lên khán đài. Nhưng mà thật ra nghe chị nói là chẳng có cộng sản nào mà yêu cầu chị như vậy cả. Nhưng mà có thể là ảnh là do cộng sản, ảnh là do cộng sản điều động, ví dụ như anh gặp Lệ Lý, rồi anh đánh phá cộng đồng.
chứ không phải là chị là thanh linh cộng sản mà chính ảnh là thanh linh cộng sản. Có đúng tất cả những cái yếu tố mà nãy giờ chị nói, có đúng, chị xác nhận có đúng như vậy không? Tôi đặt dấu hỏi là như vậy. Rồi, như vậy là chắc chắn là đúng. Thôi bây giờ thế này, chị bây giờ để bây giờ anh Tuấn. Là cho anh Tuấn này. Thì như anh biết là ngày hôm qua là có một cái buổi lễ là khánh thành, mình nói đại lễ thì không kỹ bắt bắt bẻ thì mình có đại lễ nữa, một cái buổi lễ khánh thành dựng cái trụ cờ vàng, là treo trụ cờ vàng lên trong 48 năm qua thì chưa ai làm. Thì như anh biết á, là ông Ngô Kỷ á, thì ông anh nói ảnh là người cờ vàng, vàng coi như là từ đầu tới chân, tức là đầu là đeo logo, đeo cà vạt, rồi tất cả là như áo vàng, là xe vàng gì hết. Anh là người chống cộng, chúng ta nghe như vậy đúng không? Anh là người trong cộng đồng. Nhưng mà vấn đề chỗ tôi làm thế này, là một người cờ vàng, là một người quốc gia. Tất nhiên trong sinh hoạt thì nhiều khi là cũng mâu thuẫn lẫn nhau, giống như anh em ruột mà cũng mâu thuẫn lẫn nhau là chứ không gì người ngoài. Nhưng mà vấn đề chỗ là ngày hôm qua làm một cái buổi lễ trân trọng như vậy mà anh Ngô Kỷ là anh là không đi, không có tham gia. Ý tôi nói là cho dù ông giận ông A, ông B, ông C, ông 1, ông 2, ông 3, nhưng mà cái chuyện nó phải đi. Tại vì anh là người cờ vàng mà, anh nhưng mà tại sao anh lại không đi mà ngược lại ông lại là tức là tụi nó đánh phá liên tục. Anh có cảm nghĩ như thế nào về cái chuyện đó không? Thì tôi thấy thì anh Ngô Kỷ đó, tôi nghĩ hôm qua ông không xuất hiện cũng đúng. Tại đâu có ai cho ổng tô mì quảng hay là đưa 100 đồng đâu. Tôi đâu có được đâu, tôi đâu có mì quảng 100 đồng đâu, thậm chí đi ăn mà... hết phần thì chỉ lên chỉ nó không có đủ. 8-9 phần cũng đủ tôi vô nhà hàng tôi ăn đó kìa. Đâu ai cho tôi phở đâu. Thì cái vấn đề ông Ngô Kỷ thì tôi thấy là những cái sự kiện mà ở của các vị dân cử ở đây họ tổ chức thì tôi thấy ổng đâu bao giờ tham gia, kể cả cái diễn hành Tết Nguyên Bán hay là gì, ổng cũng đâu có tham gia những sự kiện. Ổng nói ổng là người cờ vàng, nhưng mà những cái mà của cộng đồng, những cái sự kiện nổi bật ở đây thì tôi lại không thấy ông Ngô Kỷ xuất hiện. À, nhưng mà anh được xem thế. Sau đó thì ổng lại lên kênh của ông Lân, ổng thấy các vị dân cử làm thế này làm thế kia, rồi ổng lại lên đó, ổng lại đưa ra những cái bàn chứng cuội của ổng, ổng chụp mũ người ta. Tôi thấy ổng thì tôi đã nói rồi, ổng là chống cộng mà cộng đồng chứ không phải là cộng đồng. Như vậy trước đây cũng tham gia, như vậy cho nên cái chuyện ngày hôm qua không tham gia theo ý anh Tuấn nói là cái chuyện là bình thường đối với ảnh. Tại vì là không ai bồi dưỡng cho anh đại khái như thế. Ổng lên rồi bên kia thấy ổng sao? Bên nào anh Tuấn? Bên mà ổng lên ông người yêu của ông Bảo Trâm gì đó. Lệ Lý hả? Lệ Lý người yêu Bảo Trâm này hả? Bảo Trâm. À, ý nó ngại đúng không? Vision. À, Vision ngại. Mấy người đó không cho đi sao đi? À, tức là phải có cấp trên phải đồng ý. Phải có lệnh điều động mới đi được. À, nhưng mà nếu mà tham gia cái đó thì nguy hiểm cho ảnh đúng không? Nguy hiểm. Tại vì bữa bà Lệ Lý có nói là mời anh Ngô Kỷ về Việt Nam gì đó thì nếu mà anh về đi. Ổng ra thì sao ổng về được? Thành ra là vậy. Bây giờ liên quan đến Lệ Lý này, hỏi anh Tuấn này, tại vì anh Tuấn này là người ở đây cho nên biết rõ lắm. Bây giờ liên quan đến Lệ Lý thì tôi hỏi anh Tuấn thế này. Cái chuyện Lệ Lý chắc anh cũng đã biết rồi đúng không? Thì cách đây 10 tháng thì Lệ Lý có mời anh Ngô Kỷ với một nhiều người nữa tới nhà. Rồi mình trước đây là ông chống Lệ Lý dữ lắm, nhưng sau này bà Lệ Lý bà nói là thông, là anh Ngô Kỷ thông cảm rồi. Nhưng vấn đề chỗ thế này anh Tuấn, tức là ông Ngô Kỷ này á, như anh Tuấn thấy là cái gì ông đưa lên Facebook hết đó. Ăn tí xíu đưa lên Facebook, chó mèo đưa lên Facebook. Nhưng mà cái chuyện mà quan trọng thế này, gặp Lệ Lý, Lệ Lý là một nhân vật khá quan trọng nha. Mình không có kể Lệ Lý làm gì, mình đã nói nhiều rồi. Thì tại sao là ảnh tới nhà Lệ Lý cách đây 10 tháng rồi mà ảnh lại không nói gì trên cộng đồng hết, mà đến khi cái như ông Lân Tộc, ông Lân Có Tóc á, mới tự nhiên ngẫu nhiên khơi cái chuyện bà Lệ Lý ra. Vấn đề ở chỗ là tại sao là ảnh lại giấu cái chuyện đó, không cho ai biết như vậy, mà đến khi tôi nhắc đến nhắc lại, nhiều người nhắc đến nhắc lại mà ông vẫn không nói gì cả. Anh có biết tại sao như vậy không? Anh thấy anh nghĩ gì sao? Cái tôi nói anh vấn đề này. Thứ nhất là anh nói là ông Lân ổng vô tình, tôi không nghĩ có ổng vô tình ổng khui bươi móc cái chuyện này ra đâu. À. Cái này ổng đang channel ổng đang ít view quá thì ổng kiếm một cái gì đó ổng giật tít lên để cho người ta coi, câu view, câu like chẳng hạn vậy. À, như vậy thì anh Tuấn là cố ý. Là cố ý chứ không, ta là đồng đội của nhau anh. À. Tôi trước là lên kênh của anh thì tôi cũng có nói rồi, ông Ngô Kỷ và ông Lân thì họ có một cái điều nào đó, có những cái chuyện gì giật gân á, thì ông Lân sẽ mời ông Ngô Kỷ lên để câu view, câu like chương trình, mà đang yếu yếu là kêu ông Ngô Kỷ lên là view cao, mặc dù ông Ngô Kỷ lên rất là tào lao.
Nhưng mà như vậy thì anh Tuấn là cái chuyện ông Lân khố tóc á, đưa cái hình ảnh Lệ Lý lên ở phòng với Lệ Lý, nói cái chuyện Ngô Kỵ là tới nhà Lệ Lý cách đây 10 tháng là chuyện đó sắp đặt trước với Ngô Kỵ, hay là ông Lân ông câu view ông bộc lộ ông nói như vậy. Không, cái chuyện đó tôi nghĩ là bà Lệ Lý tới ông Ngô Kỵ, ông tới nhà bà Lệ Lý, tôi nghĩ là cái đó là thật, không thật thì người ta cũng không có nói làm gì. Họ là đồng đội của nhau. Còn cái chuyện mà anh hỏi tại sao giấu thì tôi nghĩ đó cái chuyện cá nhân Ngô Kỵ. Hồi xưa anh có coi phim những cái cặp mà sau này nó yêu nhau, trước đó là nó kỳ phùng địch thủ, là nó gặp nhau là chửi nhau như chó với mèo. Thế tôi đang nghĩ là nhưng mà sau lưng vẫn yêu nhau không, lúc đầu là cứ chửi riết nó nhớ riết rồi cuối cùng là đến với nhau. Thì không biết là ông Ngô Kỵ với bà Lệ Lý này có như vậy không, tôi cũng không có biết lắm. Tôi cũng không phải người viết tiểu thuyết, nhưng mà tôi nghĩ cũng giống phim vậy đó. Ông Ngô Kỵ như vậy anh nghĩ là hai người này là cái như là đã tình yêu với nhau, về tình yêu rồi hay sao, nơi tình yêu bắt đầu từ nhưng mà anh nhớ như hai người này là dòa rồi. Dòa cỡ rồi. Già thì người ta có giống tình như tuổi như anh đặt ra như anh thì nói không già biết người nữa. Ta cũng có tình yêu anh, già cũng có tình già vậy. Nếu mà yêu đương như vậy thì công khai gì đâu phải giấu. Đôi khi người ta cũng cần cái gì đó cho riêng người ta. Có thể ta về Việt Nam hưởng tuần trăng mật, người ta live stream thì như thế nào? Đọc ngâm thơ rồi sao anh không về chơi gì đó? Về đi anh, về đi anh. Tôi nghĩ đồng ruộng quê mình. Hay là về ruộng kỹ, về cày ruộng. Có những cái người khán giả nói là ruộng am là cái khô héo rồi, nhờ anh cày bên trước khán giả đó. Anh nghĩ sao? Ngô Kỵ phải tới hip shop mà mua mấy cái thuốc mà. Bây giờ quay lại là hỏi chị Linh này, tại vì mình nói về được rồi. Chị Linh, chị phụ nữ này, chị có nghĩ rằng á là giữa anh Ngô Kỵ với là bà Lệ Lý như Tuấn nói là thiên về mặt tình cảm thôi, chứ không phải là hoạt động gián điệp, như Tuấn không có đề cập, không biết có không mà Tuấn không đề cập. Thì chị có nghĩ cái vấn đề là giữa anh Ngô Kỵ bà Lệ Lý này là có cảm tình với nhau, nhưng mà trai gái, đây là ông bà và trai gái nữa, ông bà có thể người ta giấu với nhau, người ta không muốn nói, tự nhiên phụ nữ người ta nói lên, nhưng mà ông người ta giấu. Chị có nghĩ như vậy không, hay là có một lý do gì khác không? Để tình yêu tuổi dừa thì Linh nghĩ cũng có thể chứ, tuổi nào cũng có tình yêu hết, Linh nghĩ vậy. Tuổi nào cũng có tình yêu hết, tại vì sao? Mỗi cái tuổi cái cách yêu nó khác nhau. Cái tuổi già là người ta yêu để cho có đôi có bạn, để chia sẻ về tinh thần, với lại để có trong nhà một mình nó quạnh quẻ, cho nên người ta cũng cần có một đôi. Nó cũng vui. Thì cái đó là Linh nói chung chung về tình yêu như vậy. Nhưng mà căn cứ trên cái bài thơ mà bà Lệ Lý bà đọc á, về đi anh, về đi anh, nghĩa là cái cách của bà đọc á rất là tha thiết, rất là tha thiết, rất là chân tình. Và bà đem cái, bà gợi cái hình ảnh quê nhà, cái đồng lúa xanh bát ngát, rồi triểu hạt vàng óng ánh trong dưới nắng vàng quê hương đồ này nọ đó. Thành ra Linh nghĩ rằng là cái đó cũng là một cách chiêu dụ. Mà về đi anh thì về đâu? Anh ở chỗ nào? Thì có phải là, có thể là bà đã có một cái cơ ngơi ở Việt Nam. Và về thì hai anh em lại ở chung với nhau cho nó có đôi các bạn. Đó. Thì cũng có thể vậy hả? Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp đọc thì đồng ý là phải khoe liền. Khoe là gì? Có người yêu liền mà tại sao anh lại không khoe? Là vì sao? Linh nghĩ rất là dễ hiểu. Cái thứ nhất là tại vì này, Linh biết như Linh học qua văn thơ của cách mạng thì người ta hay nảy sinh tình cảm từ cái tình đồng chí trước, đúng không? Cái tình yêu nó bắt nguồn từ cái tình đồng chí, đồng đội. Thì là có thể cái việc của Ngô Kỵ đến đó là để nhận nhiệm vụ, để cái gì đó, thì đó là tình đồng chí. Nhưng mà cái khi mà mình nhận nhiệm vụ ở một cái nơi cơ sở làm việc nó khác. Nhưng mà khi mình đến tư gia để mình nhận nhiệm vụ, nó rất dễ nảy sinh tình cảm. Thì Linh nghĩ trong đó nó có thể hai thứ tình, ví dụ vậy. Tình đồng chí, rồi sau đó nâng cấp lên tình yêu. Là tình trơ gớt. Rồi tình trơ gớt, tình ông bò. Ông bò. Nhưng mà để giấu không cho người khác biết. Thành ra, mà cả hai thứ tình đó là cũng về nguyên tắc là phải giấu. Nguyên tắc là vì sao? Là mình hoạt động trong bóng đêm, mình phải giấu.
cái về nguyên tắc là như vậy, tại vì cái đó mình không thể nào phô diễn ra được. Còn chừng nào cây kim trong bọc nó thòi ra thì lúc đó mình sẽ chối. Còn bây giờ về nguyên tắc mình phải giấu vì mình đang đi trong bóng đêm. Cảm ơn chị Linh. Bây giờ vấn đề thế này khó thế này cũng này. Nhưng mà nhiều người nói vấn đề này rồi, tại vì ông Lân là ông đã đưa cái video ra rồi, giống như Tuấn nói á, thì cái này có thì bà Lệ Lý mới nói, chứ không thể ông Lân với là bà Lệ Lý ngồi bịa cái chuyện đó được, chắc chắn là không có cái chuyện đó. Nhưng vấn đề ở chỗ là nhiều người đặt vấn đề này ra là tại sao là cái chuyện này lâu rồi mà anh Ngô Kỳ anh không có nói gì hết. Ví dụ bình thường ảnh cái gì anh giấu thì mình nói là có người anh kín đáo, nhưng bây giờ anh Ngô Kỳ cái gì anh khoe hết á, mà riêng cái chuyện này là anh không bao giờ nói. Mà nhiều người nói nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi, riêng tôi nhắc đến 4 lần rồi, nhưng mà chính tại xác. tại sao anh vẫn không nói? Như vậy là ngoài vấn đề tình yêu ra còn có một cái những cái chuyện gì bí mật khác nữa không? Theo anh Tuấn nghĩ có khi mà đầu tiên Tuấn nói như trước đây ông chị Nhật Linh ông Ngô Kỵ trước đây ông chỉ chơi với chó thôi phải không chị? Bây giờ cái giống như nhờ bà Lệ Lý mà giống đánh thức cái chơi với người chứ đó, trước ông chơi với chó, ông yêu chó thôi, giờ có nó yêu nên lại có thể là đôi khi ông vẫn chưa kịp biết nó là thật hay là mơ, nên ông chưa có công khai thôi. Tôi nghĩ sẽ có một ngày đẹp trời ông, ví dụ như có thể là sắp tới là ngày lễ tình yêu hay là ngày gì đó, ngày lễ đặc biệt thì có thể ông Ngô Kỵ ông công khai. Hoặc là một ngày công bố gì mà như điệp viên gì đó công khai đúng không? Không, hai eo long đại tá đại tướng gì không? Không, cái đó đồng chí Ngô Kỵ không công khai đâu. Cái này giao cho biển luôn. Mặc dù ai cũng biết nhưng mà đồng chí không ngu gì. Rồi. Đồng chí bị lộ và chưa bị lộ. Rồi. Bây giờ liên quan đến chó mèo này, bây giờ chị Linh chị biết rõ nha, chắc có lẽ Tung để cái chuyện đó. Liên quan đến chó mèo nha, thì theo phía đồng biết là chó ông tên Lucky. Mà trước đây là một người chủ khác. Sau đó người chủ đó là giao cho ảnh. Nhưng mà phía đồng biết là con chó đó nó có một con chó cùng trang lứa này giống như chị An vậy đó. Nhưng mà con chó kia thì người khác nuôi mà thấy đẹp đẽ, mà sao con chó Lucky của ông thấy sao mà nó ọp ẹp, nó ốm yếu, hay là ông không biết nuôi hay là không có gạo cho ăn hay sao, chị giải thích được không? Trời, Phiêu Đồng đặt câu hỏi này lúc đầu Linh không nghĩ ra. Cái hình ảnh con chó chị em song sinh với con Lucky Linh để trong phone. Nên bây giờ không lấy ra được. Thôi là lần sau á, hết cái này chị đưa lên cái community. Các bạn theo dõi, các bạn bên Nhật Linh theo dõi nha, chị sẽ đưa cái community. Linh sẽ đưa bây giờ mình tưởng tượng thôi, tại vì em thấy rồi. Tại vì thấy con chó kia đẹp đẽ lông mướt giống như sang trọng vậy đó. Mà con chó Ngô Kỵ nuôi á, là coi như là nó èo ọp, nó héo hom rồi nó gầy còn, thiếu ăn vậy đó. Nó thiếu tình cảm nữa. Nó có mắt lờ đờ như nó buồn rầu. Sao bây giờ chị có thể giải thích vì sao không? Bây giờ như vậy nè quý vị. Linh rất tiếc là Linh đã không, cái điện thoại Linh đang live stream mà hình ảnh cái con chó song sinh với con Lucky là con gái cưng của ông Ngô Kỵ á, nhưng mà cái con chó nó nằm nhà bên kia, nó mũm mĩm giống như con heo con á, nó dễ thương, mà hai đứa nó hai khuôn mặt giống nhau như đúc, còn con Lucky thì nó eo uột, nó bé xíu, nó da bọc xương. Là vì sao? Là vì bố của nó là suốt ngày đi với lại cái đám YouTuber tàn quân á, rồi ăn uống ở ngoài nhà hàng, đâu có lo gì đến cho nó đâu, cho nên nó như vậy. Và ông bà mình có con nhìn chó là biết chủ, nhìn sư là biết chùa. Thì Linh sẽ đưa hình của con chó Lucky và con chó chị em song sinh của nó lên community sau khi cái live stream này để cho các bạn xem. Và sở dĩ mà Linh giải thích dài dòng là tại vì anh Phiêu Đồng anh hỏi, mà chắc anh Phiêu Đồng không có biết con chó đó từ đâu mà ra, mà con Lucky nó có khuôn mặt buồn như vậy, thì nhân dịp này Linh cũng kể cho quý vị nghe luôn. Con chó Lucky và cái con chị song sinh của con Lucky á, là những con chó của ông chủ Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Anh Chí ảnh có con chó đó, cái giống nó đẹp lắm, khuôn mặt nó đẹp lắm. Và cái khi đó là Ngô Kỵ còn anh em với lại anh Chí, thì Ngô Kỵ thích quá mới xin một con. Và
ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí gửi con Lucky trên Ngô Kỷ là cũng muốn rằng nó sẽ là sợi dây nối kết để cho anh Ngô Kỷ đối xử tử tế, lịch sự với anh Chí. Vì anh ông Ngô Kỷ thương con Lucky thì phải nhớ đến ba của nó là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Nhưng mà khi mà ông Ngô Kỷ có con chó Lucky một thời gian á, thì ổng mỗi ngày ổng chửi Nguyễn Mạnh Chí, ông thị trưởng ông kêu thằng này thằng nọ, rồi chửi ông nội ông cố, chửi cha mắng mẹ ông thị trưởng. Thì một ngày nọ Linh mới comment vô, Linh mới nói rằng là thấy đôi mắt của con Lucky mà thương quá, đôi mắt của nó rất là buồn, mặc dù là ba Ngô Kỷ của nó lúc nào cũng tỏ ra thương yêu nó, nhưng mà tại sao đôi mắt nó luôn buồn như vậy? Bởi vì nó hằng ngày phải chứng kiến ba nuôi Ngô Kỷ của nó là chửi ba đẻ của nó ra rã, chửi ông bà cha mẹ nó mỗi ngày. Cho nên làm sao mà nó có niềm vui trọn vẹn được, lúc nào nó cũng buồn. Thì khi mà Linh comment vậy, ông Ngô Kỷ ông vô ông chửi Linh quá trời. Ông nói Linh là đi ganh tị với con Lucky. Thì cho nên là hôm nay nhân tiện anh Phiêu Đồng hỏi chuyện con chó thì Linh mới kể cho các bạn nghe như vậy. Thật sự luôn, để Linh sẽ đưa vào community để các bạn thấy hai con chó song sinh mà nó về hai gia đình, số phận nó khác nhau. Cho nên Linh nói với các bạn, người ta không có thể chọn nơi sinh ra, nhưng người ta có quyền chọn nơi mình sống. Nhưng đó là con người. Còn con chó, nó không được chọn cái gì cả. Sinh ra cũng do con người, và sống ở nơi nào cũng do con người. Cho nó như thế nào thì nó được như vậy. Cho nên người ta mới nói, nhìn chó biết chủ là chỗ đó. Thì Linh sẽ để lại cái phần con chó này, các bạn sẽ nhìn hình ảnh qua cái community. Mà sau chương trình này Linh sẽ để ở trên community của Nhật Linh Sunshine. Cảm ơn chị. Bây giờ có một câu hỏi liên quan đến con chó nữa. Uh-huh. Bây giờ chị có nghĩ rằng là giữa hai con chó nhá, uh-huh, chị có nghĩ rằng con chó anh Ngô Kỷ đang giữ con chó tên Lucky, còn con kia không biết tên gì nữa, thì hai con này là con nào sủa nhiều hơn? Chị có thể đoán được không? Con nó sủa nhiều, con sủa hay là một con câm, một con sủa, hay là con sủa nhiều? Chủ nào tới đó thôi. Để Linh nói nè. À, thật sự con chó Lucky của ông Ngô Kỷ nó buồn lắm, lúc nào nó cũng buồn lắm. Và Linh thấy là hầu như là nếu như mà mỗi lần mà nó gặp ai á, nó sủa rất là hung dữ. Con chó Lucky nó sủa hung dữ lắm. À, Linh chưa lần nào đến nhà Ngô Kỷ nha các bạn. Nhưng mà cái năm 2022 á, khi mà Ngô Kỷ ăn dầm nằm về trên studio của Nam Quang á, thì có nhiều lần mang theo con chó Lucky. Thì khi mà để trong studio là coi như khỏi thu luôn á. Ai mà bước vô là nó sủa rất là hung dữ. Còn con chó nhà kia nó cũng sủa, nhưng mà ai đến á, nó sủa nhưng mà nó vẫy đuôi, nó sủa chung quanh mình giống như nó vui là nhà có khách. Nó hello như vậy sủa. Nó cái cách của nó như vậy rất là yêu. Mình đến là nó chạy xung quanh mình nó sủa, mà cái tiếng sủa của nó giống như nó chào mình á. Và cái đuôi nó cứ ngút mắt rất là dễ thương. Còn chó Lucky kỳ sủa là sao? Nó sủa là nó cứ chồm lên chồm như mình, mà nó wow wow wow, mà nó cứ nghĩa là nó giống như nó muốn xua đuổi mình, nó muốn cắn xé mình. Mà chỉ có ba Ngô Kỷ của nó ra thì mới được, còn mình nói cỡ nào nó sủa miết thôi, là nó sủa dai giống như ba nó vậy. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng liên quan đến chó nha. Bây giờ chị có nghĩ rằng là cái ông ba cũ á, ông cha cũ á, khi ông thấy con chó của ông mà biến đổi rất là nhiều, ăn coi như người thì gầy còm, là coi như bệnh hoạn, đi khám bệnh hoài à, rồi sủa hung dữ như vậy, thì ông cha cũ á, ông cha cũ tức Ngô Kỷ, ông có buồn không? Buồn chứ. Buồn hả? Tại vì là ông cảm thấy ông có lỗi. Ông có lỗi là ông đã cho con mình về trong một cái gia đình mà nó thiếu sự giáo dục, là suốt ngày nó nghe những cái giọng điệu chửi rủa to tiếng như vậy, thì ông buồn chứ. Trong khi đó là cái con chó kia là nó ở trong một cái gia đình mà người chồng là người Mỹ,
mà người vợ là người Việt Nam, mà người vợ là một người trí thức, cũng đi làm cho một cơ quan chính phủ, thì nhà cao cửa rộng mà nó ăn, nghĩa là nó ăn là người Mỹ người ta cưng chó thế nào thì biết rồi đó, thì là nó được chăm sóc tỉ mỉ lắm, và lông của nó được cắt tỉa rồi chiều chuộng, rồi đi bác sĩ định kỳ rồi. Cho nên là tự nhiên mỗi lần mà ông Charlie ông đến nhà kia ông chơi, ông thấy con chó này nó ngoắt quẩy đuôi, nó chạy quanh ổng, nó sủa, nó chào chào, thì ổng lại chợt nghĩ đến cô Lucky và ổng nói ổng hơi chạnh lông đó. Nhưng mà bây giờ ông thấy ổng anh Ngô Kỳ còn hay đang con Lucky đi khám bệnh hay là bệnh nhiều quá đi khám, cái đó là bệnh đi khám. Mỗi lần ổng viết trên Facebook thì mình biết vậy thôi, đó là chứ không phải là đi khám sức khỏe định kỳ. Chắc khám miễn phí mà ổng nói là hôm nay nó bệnh gì bệnh viện khám đi khám miễn phí khám đó, thì ổng nói vậy thì khám, mình biết vậy, khám miễn phí khám đại viện. Nhưng mà nhìn nó thì là ốm lắm, con Lucky nó ốm ghê lắm. Chắc bệnh chắc nặng lắm á. Mặt nó thì vẫn đẹp lắm. Rồi thôi cảm ơn chị. Thôi mình chó mèo mình nói chuyện này mình cũng cưng chó rồi đó. Bây giờ như các bạn cứ bình luận nha trên kênh Truck Media Truck. Đây rồi ông sẽ chửi nè. Ông nói nha. Là mình ganh tị với con chó. Không đây hỏi thăm thôi, làm đa đề tài mà. Bây giờ khán giả cứ bình luận nha, là tôi sẽ đọc bình luận để cho hai vị khách này trả lời này. Bây giờ có một cái câu hỏi này dành cho anh Tuấn, hồi nãy chị Linh nó trả lời nhiều rồi. Một bạn tên là One Way NC mà nói thế này: hôm qua lân đầu trọc, tôi đọc nguyên văn nha, hôm qua lân đầu trọc ra phỏng vấn một thầy trọc một chút rồi mất tiêu, không dám quay cảnh thượng kỳ. Anh có thể, anh Tuấn có thể là có ý kiến gì, suy nghĩ gì mà thực tế giống như vậy, là ông lân đầu trọc ra ông phỏng vấn một thầy trọc một chút thôi, rồi đôi ba người nữa tí xíu thôi, rồi ông bị mất tiêu, ông không có quay cảnh là thượng kéo cờ lên để khác như vậy. Anh có suy nghĩ gì vấn đề này không? Tại vì anh có thể anh hiểu rõ gì ông Lân đúng không? Vì sống trong cùng địa bàn. Tôi nghĩ ông Lân ông bây giờ thật sự ai cũng biết ông Lân là người như thế nào rồi, ở trong cộng đồng không nói ra thì cũng biết ông Lân là người như thế nào rồi. Thì ổng thì những cái chuyện gì mà gọi là xấu xa của cộng đồng á, thì ổng sẽ lên, ổng dành thời gian rất là nhiều, ổng hỏi rất là nhiều. Nhưng những chuyện gì tốt của cộng đồng á, thì ổng chỉ, ổng không đưa không được, rồi ổng đưa rồi bị miễn cưỡng đưa cho có vậy thôi, chứ còn thật sự ổng không có muốn đưa. Như vậy là cái chuyện thượng cờ á, cao và lên là rõ ràng cái chuyện tốt cộng đồng thì ổng đưa. Yeah. Nhưng mà lỡ cái chuyện gì mà mấy ông là nói qua nó về với nhau thì lại đưa. Thì anh cứ vô cho channel của ổng là mình thấy liền. Nhưng mà anh cái kênh của anh là nói là cái chuyện gì cũng nói, mà không thể là không nói đại khái như thế. Tức là có nghĩa là cái chuyện gì mà nói hết trơn á, chuyện tốt cũng nói mà chuyện không tốt cũng nói. Thì tôi nói cái đó thì ổng đặt cái tiêu chí kênh, nhưng mà có thể là lúc mà ổng mới làm cái kênh đó thì ổng có tiêu chí đó thiệt, ổng làm đúng thiệt. Nhưng mà sau này thì tôi thấy ổng từ ngày ổng theo VinFast thì tôi thấy ổng đi lạc lối rồi, ổng không đúng với những cái tiêu chí mà ổng đề ra nữa. VinFast cũng là một đề tài thì ổng cũng đưa VinFast đó. Như vậy ví dụ nói về VinFast thì ổng có đưa VinFast rất là nhiều. Nhưng mà rồi VinFast thì cũng có những cái tốt đúng không? Cũng có phải không? Cũng có những cái sau, nhưng mà ổng có đưa những cái tốt cái sau VinFast lên không? Anh có theo dõi không? Cái tốt thì đưa chứ có bao giờ đưa cái xấu đâu. Ủa không đưa cái sau à? Xấu nhiều hơn tốt mà không đưa à? Còn cộng đồng á thì ổng lại đưa trong cộng đồng Bonsa nè, cái vị dân cử mà có tranh cãi hay cái gì đó là ổng lại đem cái loa phường Ngô Kỷ lên. Và ổng nói để ổng câu view, câu like, còn những chuyện tốt ổng đâu có đưa. Anh nghĩ tại sao ổng làm như vậy không? Tại vì ổng là truyền thông cái gì vậy, trung thực chứ. Như cái tiêu chí ổng gọi hay là mục đích ổng là gì? Thì bây giờ cái ổng tôi không biết ổng làm YouTube, ổng nói ổng là làm truyền thông, nhưng ổng có hiểu là mà một người làm truyền thông là như thế nào không? Thì cái đó ổng cũng phải tự hiểu. Tại truyền thông là mình phải đứng ở một cửa giữa, mình sẽ không theo Cộng Hòa, không theo Dân Chủ, không theo bên nào hết. Mình là một tiếng nói trung lập để mình truyền tải thông tin một cách trung lập nhất đến quý khán giả. Thì ông Lân thì tôi thấy không phải là đa chiều nữa. Như cái chuyện nào mà có thể là câu view nhiều á thì ổng sẽ đưa, còn ổng nghĩ cái chuyện đó nó không có đáng gì, hay là không có câu được nhiều view á, tại vì ông Lân ổng làm một cái gì đó là ổng có cái mục đích của ổng, nó không phải tự nhiên mà ổng làm.
bây giờ liên quan đến cái, những cái tin chính trị nha, thì anh Lân anh nói là anh làm trung lập, là ông cũng đi Việt Nam, là ông ở Mỹ, ông đi rất là nhiều nơi. Thì mình như Tuấn nói, thì những cái chuyện gì mà xảy ra ở Mỹ á, những cái gì xảy ra xung quanh Westminster chẳng hạn, thì những cái chuyện mà nó xấu xa, ví dụ mấy ông dân cử mà như nó qua nó về, ông Ngô Kỳ nó qua nó về thì đưa lên về mặt chính trị đúng không? Nhưng mà tại sao ông đi, ông không làm chính trị nhưng làm chính trị ở Việt Nam, ông mấy ông bên cộng sản đấu nhau, ông đâu có nói đâu, ông đưa tầm nhiều tốt không, sao lạ vậy? Cũng là chính trị với nhau, mà bên Mỹ là đưa những cái chuyện là nói chung không được đạt đưa lên, còn bên Việt Nam cũng là chính trị mà đưa tầm nhiều tốt nhưng không thấy đưa những cái chuyện gì mà không đạt, tại sao như vậy? Thì ông tính đường ổng về Việt Nam thì làm sao ông dám đưa chuyện khác anh? Thì truyền thông mà mình có gì mà nói đó chứ. Là truyền thông mình phải hiểu mình đang làm truyền thông ở đâu. À ở đâu? Ở Việt Nam khác, ở Mỹ khác. Mỗi nơi có một cái quy luật riêng, mình phải theo cái quy luật ở đó thôi. Cho nên Việt Nam là về tin chính trị thì nó tin tốt hơn. Còn cái đó tin... là do cách ông Lân đưa. À. Dạ. Thì cái đó là con đường ông chọn. Con đường ông chọn. Như vậy làm vậy đâu công bằng ha, làm vậy đâu công bằng đâu. Chị Linh nghĩ sao chị Linh, khi mà ông Lân ngày hôm qua ông có phim khán giả nói này, ông tới ông làm mà lẹp quẹt là khác, ông làm thì có làm thôi, rồi ông phỏng vấn một tí xíu thôi, rồi lúc thượng cờ là như ông quay gì hết, một khán giả nói này, chứ còn tôi thật ra không để chị nghĩ đó thế. Cái đó là ai cũng hiểu anh Vũ Hoàng Lân là vậy, mà cái kênh của anh Vũ Hoàng Lân á là anh đưa những cái mặt trái, cái những điều tiêu cực là ở đây á, là chủ yếu. Còn ảnh không có ý định đưa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, ảnh không có vun xới cho cộng đồng bắt tay nhau. Ngay cả ví dụ ảnh cứ nói là không có điều gì là không thể, rồi là cái gì cũng có thể nói được trên kênh của ảnh, và ảnh nói anh phản ánh trung thực. Nhưng mà cái đó là cách nói thôi. Nhưng mà ảnh luôn luôn đặt cái góc nhìn tiêu cực ở nơi cộng đồng Lido Sài Gòn này. Ảnh đâu có bao giờ ảnh đưa chân dung một người dân cử nào tốt đẹp. Ảnh đưa Đoàn Trọng nè, ảnh đưa Phát Bùi, ảnh đưa Ngô Kỷ lên để nói về Văn Lân Trí Chí rất là xấu xí. Và ảnh đâu có bao giờ mà ảnh đưa một cái người nào mà, hay là mỗi lần nói như anh Tuấn lúc nãy vừa nói, tức là ảnh dùng Ngô Kỷ như là một cái tiếng trống làng. Bao giờ có một cái câu chuyện gì đó là ảnh đưa Ngô Kỷ lên để giống trống đầu tiên, để cho cái đám YouTuber dơ đàn em của ảnh nó nối gót, nó theo, nó làm. Thành ra Linh nói nè, anh Lân chưa bao giờ là một con người làm truyền thông trung thực. Chứ nếu mà anh Lân là một người làm truyền thông trung thực á, thì với cái đầu óc của ảnh và với cái kênh của ảnh á, ảnh sẽ góp phần làm cho cái cộng đồng này nó đoàn kết và nó phát triển. Nhưng mà ảnh chỉ nói theo đơn đặt hàng, là ai mua giờ trên cái kênh của ảnh để nói thì ảnh sẵn sàng bán giờ cho người ta lên nói. Và ảnh luôn luôn đưa những mặt trái, chứ ảnh không có đưa những cái điều tốt đẹp ở đây. Anh không có cái góc nhìn tốt đẹp về cộng đồng này, nói thẳng là như vậy. Cho nên Linh hơi thất vọng, không phải là hơi mà quá thất vọng, là vì anh Lân anh dùng những cái mỹ từ như vậy, nhưng mà một mấy trăm ngàn người ở đây ai cũng biết cái kênh của anh Lân là phục vụ cho cái mục tiêu gì, và cái tiêu chí kênh của anh là cái gì ai cũng biết hết á. Nhưng vì ở đây là xứ tự do cho nên là người ta không có nói. Và chính vì vậy mà người ta có ở nói cái này để Linh nói. Tại sao những dân cử như Văn Lân Trí Chí người ta không có muốn lên kênh của anh Lân? Rồi Ngô Kỷ nói là vừa rồi ông Trần Thái Văn ổng rớt vì là không chọn kênh Bonsa TV để làm truyền thông. Ngô Kỷ, đừng có bưng bô, đội bô, húp bô và liếm bô. Ông lên ông nhận 100 thì ông muốn nói gì đó ông nói, tại vì ông cần 100. 100 đó đối với ông là cứu đói mấy ngày. Làm gì mà có cái chuyện mà lên trên kênh của ông Lân. Kênh của ông Lân á, hết 80% là người ở Việt Nam. Nó không ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử này đó.
mà lên kênh đó chỉ để cho những người trong nước, người ta vào người ta comment, người ta xúc phạm, tại vì người ta không hiểu ở đây. Linh tin chắc những cái người mà đã từng comment, ngay cả những cái tên mà đang comment trên mấy cái kênh đang live stream này, trong đó có kênh Nhật Linh Sunshine, những cái người này họ không hiểu, không hiểu Little Sài Gòn này như thế nào, và cái đất nước Mỹ như thế nào, và cộng đồng ở đây sống như thế nào, họ không hiểu. Nãy giờ chúng tôi nói như vậy thì họ vô họ nói chống cộng tào lao. Ở đây chống cộng ở chỗ nào đâu? Hồi nãy giờ chúng tôi nói cái gì mà chống cộng? Chúng tôi đang nói Ngô Kỷ là núp dưới chiêu bài cờ vàng, núp lá cờ vàng để phá nát cộng đồng này. Và Ngô Kỷ cũng chẳng yêu gì cái đất nước Việt Nam. Ngô Kỷ chỉ yêu tiền. Chúng tôi muốn nói như vậy. Ngô Kỷ chẳng yêu cờ đỏ, chẳng yêu cờ vàng gì hết. Hả, mà có tiền là Ngô Kỷ hành động theo đồng tiền, khẳng định là như vậy. Hả, mà bên nào bỏ tiền nhiều thì hành động theo bên đó. Ngô Kỷ là một người không có tình yêu, không có tình yêu nước, không có tình yêu quê hương, không có tình yêu trai gái, tình yêu đồng tính, lưỡng tính gì hết á. Chẳng qua là lợi ích cá nhân. Cần xả thì tìm đến một người nào đó để xả. Tôi tin chắc như vậy. Nếu có tình yêu đã có vợ, có con, hoặc là ở với một người đồng tính. Ngô Kỷ chẳng yêu ai đó. Ngô Kỷ yêu bản thân Ngô Kỷ thôi. Và yêu tiền. Không có yêu gia đình, không yêu tổ quốc, không yêu ai hết, không yêu đồng bào, không yêu đồng loại vậy đó. Yêu tiền. Và tất cả những cái mà Ngô Kỷ biểu hiện là thân thiện này nọ, ở trong này thì nói như vậy, vừa ra khỏi cửa Ngô Kỷ có thể quay lại đâm sau lưng người ta liền, hoặc là tát trong mặt người ta liền. Ông Huỳnh Lương Thiện này tôi chứng kiến. Ngô Kỷ vừa cầm trong tay 300 đồng, ông Huỳnh Lương Thiện móc túi ra cho, mà ông Huỳnh Lương Thiện là người cho Ngô Kỷ tiền trên 10 năm qua. Mỗi lần mà đi về Nam Cali á, là đều móc túi cho Ngô Kỷ ít nhất là 300 đồng. Có lần cho đến 1.000 đồng. Hơn 10 năm qua, kể từ ngày bị Nhật Linh lột mặt nạ, hết cái nồi cơm của ông Huỳnh Lương Thiện. Rồi một ông nữa ở Virginia, Linh nói như vậy Ngô Kỷ đủ hiểu rồi, Linh không muốn nói tên anh này, đã từng móc túi cho Ngô Kỷ 1.000 đồng, Ngô Kỷ còn than thở móc thêm 200, 1.200 có Ngô Kỷ. Và lái ông đó phải đứng về phía Ngô Kỷ để đánh Nhật Linh, phá Nhật Linh, mà ông đó không, nhất quyết không, và Ngô Kỷ từ mặt ông đó. Chỉ vì ông đó không chấp nhận đi theo bưng bô cho Ngô Kỷ để đánh phá Nhật Linh với các vị dân cử, mà Ngô Kỷ chửi người ta, sỉ nhục người ta, ngu sủng rồi này nọ. Cái anh đó ở tiểu bang Virginia. Còn những cái bác lớn tuổi ở cái vùng Little Sài Gòn này nè, người ta ăn tiền già cũng như Ngô Kỷ vậy đó, mà người ta đâu có được bạn bè mời đi ăn đâu. Người ta sống thực sự bằng một tháng tiền già của người ta, mà gặp Ngô Kỷ người ta cho 50, 30, 20, Ngô Kỷ cầm hết. Từ ngày bị Nhật Linh lột mặt nạ, mấy bác đó nói cảm ơn Nhật Linh, nhờ có Nhật Linh mới biết bản chất Ngô Kỷ. Bây giờ Ngô Kỷ đói, mất cái nguồn đó nhiều lắm. Một tháng Ngô Kỷ cũng lượm, nếu bình thường Ngô Kỷ lượm một tháng á, vô mánh á thì 2-3 ngàn. Còn mùa bầu cử thì khỏi nói, 10 ngàn á, một tháng là chuyện nhỏ, có Ngô Kỷ. Còn bây giờ đi với cái đám lâu bâu á, lâu tâu, lấu tấu đó, làm sao mà tụi nó thí? Cùng lắm vài 30, bao cho một tô mì quảng, một tô bún bò,
Lâu lâu có tiệc nó mời cho đi ăn xong chụp hình. Nhật Linh này còn lạ gì Ngô Kỷ. Mỗi lần đi tới đó là việc đầu tiên là gom hết thức ăn lại, chụp hình, nhờ người ta chụp, bưng lên chụp để đưa lên Facebook. Phải không Khải Đào? Một thời gian Ngô Kỷ ngày nào cũng chụp, mời Khải Đào ăn. Thực chất là chụp hình món ăn của người khác. Phải không Ngô Kỷ? Vậy thôi, Khải Đào đã từng bị Ngô Kỷ khinh miệt. Năm 2022, cả nửa năm trời ngày nào cũng lên Facebook đem thức ăn ra trêu Khải Đào, là mời Khải Đào ăn, nhục chưa? Mà Khải Đào là con của một gia đình, anh chị em trong nhà toàn những người giàu có trí thức, có một mình Khải Đào lạc loài, không giống giáp nào hết, không có mảnh bằng để nấu nước trà uống, có đi học mà đâu có tốt nghiệp, không có mảnh bằng nữa, một rẻo bằng cũng có, giống Ngô Kỷ lắm. Mà thằng Ngô Kỷ thì đã đành, còn Khải Đào cái thân phận mình coi lại đi, như vậy mà đứng lên hội đồng thành phố giáo huấn hết người này nghị viên nọ, Khải Đào nhục mặt. Khải Đào có giống ai trong nhà Khải Đào không? Anh chị của Khải Đào á, là những người mà cộng đồng người ta tôn trọng, người ta kính nể, cả về học vấn trình độ cho đến khả năng sự nghiệp và đức độ. Đâu có ai lạc loài như Khải Đào. Đi ứng cử 2 lần, mỗi lần 1 lần 300 mấy chục phiếu, 1 lần 400 mấy chục phiếu, nghĩa là toàn dưới 500 phiếu không à. Nên bây giờ đâu có chấp nhận, mà đâu có đành lòng mà thấy Nam Quang mặc đồ vét chểm chệ, thắt ra vát, ngồi ở trên ghế hội đồng thành phố Westminster, muốn lôi Nam Quang xuống phải bằng với mình mới chịu. Cho nên lên chửi sỉ nhục Nam Quang. Phải không Khải Đào? Về nhà soi gương, nhìn vào cái mặt của mình, tự hỏi và tự trả lời, Khải Đào, sao mày như vậy? Khải Đào đã hỏi mình như vậy, sao mày không bằng anh chị em trong gia đình Khải Đào? Trước tiên mình phải làm cho gia đình tự hào về mình. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong gia đình mình là đứa con lạc loài, không giống ai trong nhà đó. Mà đi ra xã hội, đi dạy ông thị trưởng, đi dạy nghị viên là sao Khải Đào? Mà gặp tôi nói tận mặt nơi hội đồng thành phố, không dám trả lời. Chính vì vậy mà mỗi lần đi lên hội đồng thành phố phát biểu, phải mang mặt nạ che cái mặt lại. Hết Covid rồi mà sao không gỡ cái mask ra? Khải Đào, tại sao vậy? Và nhìn coi, thưa với cộng đồng, nhìn cái đám mà phá nát cộng đồng, có đứa nào thành công không? Thất bại toàn tộc, toàn cái loại vô gia đình, không vợ, không con, không tài sản. Cho nên cái thân chí phèo, cho nên nó phát ngôn bạc mạng. Vì nó biết đâu có ai kiện nó, thằng Ngô Kỷ. Nó to mồm, nó thách người này kiện, người kia kiện. Vì nó biết đâu có ai ngu đi kiện cái thằng khố rách áo ôm, cái thằng chí phèo, cái thằng ăn tiền thần kinh, ăn tiền già, đi đòi cờ vàng để có nhà ở, thì ai mà bỏ công sức, bỏ tiền bạc để đi kiện nó. Cho nên nó, đó là thế mạnh của nó. Tôi nói chữ thế mạnh trong ngoặc kép. Mà nó không biết nhục, nó dày mặt, cho nên nó mới đi thách, nó bịa đó. Cho nên những người nào trong cộng đồng mà sáng suốt, cần phải nghe lại cho kỹ.
Bây giờ Nhật Linh muốn nói với quý vị, nếu mà quý vị lên án Nhật Linh á, thì quý vị phải coi toàn bộ cái clip Nhật Linh nói. Nhật Linh chỉ ám chỉ cái đám sĩ quan tôm hùm. Chúng nó là những người là hèn với giặc trước. Và nó ở trong cộng đồng này, nó nói tướng. Linh sỉ nhục cái đám đó thôi. Còn các bác, các chú, các cô, quân dân cán chính, Nhật Linh tôn trọng hết. Bởi vì đó là gia đình Linh là một phần ở trong đó. Làm sao mà Linh sỉ nhục được? Linh đâu có ngu. Linh là người có học, được giáo dục mà. Linh đâu có làm điều đó. Nhưng mà thằng Phát Bùi với thằng Ngô Kỷ, nó muốn ám hại Linh. Nó cắt gọn lõn một cái clip như vậy và nó tung lên khắp nơi. Các bác, các chú phải chửi hai thằng Phát Bùi và Ngô Kỷ, vì chính nó mượn, nó cắt cái lời của Linh ra để nó mượn Linh, nó sỉ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà để cho các bác, các chú đổ lên đầu Linh, bởi vì đó là lời nói của Linh. Nhưng mà Linh nói trong một cái ngữ cảnh Linh ám chỉ đám sĩ quan tôm hùm. Linh nói rõ ràng mà. Chứ Linh đâu có nói như vậy. Linh không có sỉ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có sỉ nhục quân dân cán chính, vì gia đình Linh là một thành phần trong quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Linh xin nhường lời cho hai bạn. Rồi, cảm ơn chị Linh. Nãy giờ mình nói Ngô Kỷ cũng khá nhiều rồi. Thì có một bình luận khán giả tên là Bé Hụt Lưu. Bây giờ câu hỏi dành cho anh Anh Tuấn nè. Thì có bạn này nói thôi cho ông một cơ hội đi, ông tới là Ngô Kỷ đó, thôi cho ông một cơ hội đi, ông cũng gần đất xa trời rồi. Thì anh Tuấn nghĩ như thế nào về cái bình luận này và ý kiến anh sao? Tôi nhớ hình như đầu năm anh có chúc Tết anh Ngô Kỷ không? Có. Anh chúc Tết anh van xin, anh quỳ lạy ông nên ông đừng có chống phá. Đúng rồi. Thì tôi nghĩ nếu ông làm được chuyện đó thì nói chung là đánh kẻ chạy đi với đôi đánh kẻ chạy lại. Nếu mà ổng nhận được những cái gì mà ổng đang sai, mà ổng quay lại ổng vun đắp cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng, thì mình cũng nên bỏ qua cho ổng, chứ mình cũng chấp làm gì. Mình chấp như ổng thì mình cũng như ổng hay sao? Mình đâu được cái gì đúng không? Mình đâu được cái gì đâu. Quá đáng đúng không? Thì cái quá đáng không là cộng đồng người ta biết rồi, cái loa phường mà ra rã tối ngày. Như vậy thì anh Tuấn thì welcome. Nếu ổng ổng làm được điều của anh Trúc á thì tôi welcome chứ. Anh Tuấn thì dễ tính rồi, tại vì đàn ông đúng rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi chị Linh cũng nếu, câu hỏi nếu, đó. Nếu như mà ông Ngô Kỷ ông quay lại ổng không chống phá cộng đồng nữa thì chị Linh có bỏ qua cho ổng không? Bây giờ như vậy. Bây giờ không phải là mình đúng. Vẫn tức là mình không bây giờ Linh không trả phải lời. Là nói là chị tha thứ hay là gì à. Nhưng mà chị có tiếp tục là lôi những cái chuyện Linh của ổng ra nói hay Linh không? Linh không có dám dùng cái từ tha thứ, vì mình chả là cái gì để mà có quyền tha thứ cho ai. Nhất là Linh là cái thế hệ sau Ngô Kỷ, Linh không dám nói câu đó. Nhưng Linh muốn nói điều này nè, bất cứ ai mà Linh đã từng phản biện thẳng thắn với những ngôn ngữ sắc bén như vậy, mà nếu ngay cả những YouTuber mà phá nát cộng đồng như hiện nay, nếu mà họ có một cái nhìn trở lại, họ sống trung trực, trung thực và có lòng tự trọng, họ làm truyền thông chính đáng để kiếm tiền và họ nhận những cái đồng tiền cảm ơn từ ai đó trong cộng đồng, Linh chúc phúc cho họ. Và Linh không bao giờ mà có một cái hành động gì cả. Nhưng Linh nói ví dụ như là vừa rồi cái việc mà ông thị trưởng Trí Trạch Đi Nguyễn đi dự cái bữa tiệc gây quỹ của hội đền Trần á, thì ông Phan Kỳ Nhơn ông đến, ông bắt tay và ông với ông Chí ôm nhau, ông Phan Kỳ Nhơn ghé vào tai của ông Chí nhờ cháu nói với cô Thanh Hiền, chú gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cô Thanh Hiền. Chí, cháu hiểu cho chú có nỗi khổ riêng của chú.
Linh nghe một ông già trên 80 tuổi như ông Phan Kỳ Nhơn nói bên tai ông thị trưởng như vậy. Cái người mà lâu nay, mấy năm nay ông Phan Kỳ Nhơn kêu gọi biểu tình chống đối và đem cái hình ảnh mấy ông dân cử này ra để sỉ nhục. Mà bây giờ khi mà Linh nghe ông Nguyễn Mạnh Chí kể lại như vậy, thì ngày hôm qua Linh live stream Linh đã nói từ hôm nay Linh không có nói lời nặng đối với ông Phan Kỳ Nhơn nữa. Và ông Bùi Trọng Nghĩa, khi mà ông ghi nhận, ông cũng là một người mà nói ông Nguyễn Mạnh Chí văn lân trí trí không ra gì. Mà với cái việc làm của ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí là xây dựng được cái cột cờ vàng ở trước Phú Lộc Thọ, ông Bùi Trọng Nghĩa xác nhận rằng mấy chục năm qua cờ vàng chết rồi. Nhưng ngày hôm nay Chí, Nguyễn Mạnh Chí đã làm sống lại lá cờ vàng. Ông đánh giá cao là Nguyễn Mạnh Chí đã làm được cái công việc như vậy. Tức là ông là một người lớn tuổi, tôi đang nói đến ông Bùi Trọng Nghĩa, là ông là một người lớn tuổi, ông đã từng viết bài gửi email đi khắp thế giới. Ông chửi ông Nguyễn Mạnh Chí văn lân trí trí không có ra gì hết. Nhưng hôm nay ông nhìn cái lá cờ vàng nó bay như vậy, ông ghi nhận đó là công lao của Nguyễn Mạnh Chí. Ông rất sáng suốt, và cái trái tim của ông, cái tâm hồn của ông còn trong sáng lắm. Mà Phát Bùi với lại Ngô Kỷ cho rằng ông Phan Kỳ Nhơn và ông Bùi Trọng Nghĩa chỉ vì ông Nguyễn Mạnh Chí đến bỏ bì thư 500 đồng. Mà mấy ông này là vì 500 đó mà phản bội lại cái đám của họ mà ca ngợi ông Chí. Thì Linh thưa với quý vị, Linh có hứa từ nay Linh sẽ không nói những cái lời phản biện nặng nề với ông Phan Kỳ Nhơn và ông Bùi Trọng Nghĩa. Bởi vì Linh thấy hai ông này lớn tuổi nhưng mà thật sự là minh mẫn và tỉnh táo, và tâm hồn của các ông vẫn còn rất trong sáng. Các ông đã nhìn đúng cái góc nhìn của một thế hệ đi trước. Khi mà các ông vì những nhiều lý do, ông đã đặt góc nhìn sai về các ông văn lân trí trí, mà điển hình Linh định focus vào ông Nguyễn Mạnh Chí. Nhưng hôm nay thấy ông Nguyễn Mạnh Chí hành động, làm được cái việc mà deal được với Phú Lộc Thọ để xây cái cột cờ vàng, hai ông này đánh giá cao cái việc làm đó và xóa đi mọi cái suy nghĩ xấu xí về ông Nguyễn Mạnh Chí trước đây. Cho dù lần gần đây nhất, ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại đền thờ Đức Thánh Trần, ông Phan Kỳ Nhơn nghe lời xúi dục của Phát Bùi tổ chức cái buổi meeting để chụp mũ, hai lần meeting gần nhau, cách nhau chỉ một tuần trước tuần sau. Lần thứ nhất là chụp mũ ông Nguyễn Mạnh Chí và ông Nam Quang Nguyễn là ca ngợi cờ đỏ. Và lần thứ nhì là chụp mũ cho Linh là xúc phạm, chửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ngày hôm nay khi thấy cái trụ cờ vàng thì hai ông này đều đánh giá cao cái việc làm của ông Chí Sạp Biên Nguyện. Đó là những con người còn có lòng nhân hậu. Và Linh cảm ơn hai vị này đã làm gương cho những lớp trẻ sau này. Và Linh trân trọng cái điều đó. Nhưng ngược lại, cái hành động của hai ông này, cái việc làm tốt đẹp hai ông này đã bị Phan Kỳ Nhơn, đã bị Ngô Kỷ với Phát Bùi lên tiếng sỉ nhục, nói rằng chỉ vì 500 đồng ông Nguyễn Mạnh Chí đóng góp vào trong cái quỹ xây dựng đền thờ Đức Thánh Trần Đạo mà hai ông này lại phản bội lại với cái nhóm của họ mà ca ngợi ông Nguyễn Mạnh Chí. Thì Linh cho rằng Phát Bùi với Ngô Kỷ là hai kẻ đê tiện, hẹp hòi, cái tấm lòng rất là xấu xa, ganh tị. Trong khi đó, Ngô Kỷ với lại Phát Bùi
nói rằng là một bên là nhà đấu tranh, một bên là lằn ranh quốc cộng. Lằn ranh gì? Cho dù người đó là ai, nhưng mà người ta đã làm nên cái việc xây dựng một cái cột cờ để lá cờ vàng bay lên như vậy, và người ta trân quý cái lá cờ vàng thì hơn hẳn nhân cách của những cái kẻ từ chối đứng dưới lá cờ vàng để hát quốc ca. Phát Bùi và Ngô Kỷ, hai cái tâm hồn hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xí và đê tiện. Hai con người này để đại diện cho bất cứ một ai, chứ đừng có dùng hai cái từ cộng đồng, rất là hèn hạ và nhục nhã. Và hai con người này đã từng là kẻ thù với nhau, mà Ngô Kỷ hay dùng cái cụm từ là ngủ với kẻ thù, nhớ không Ngô Kỷ? Ngô Kỷ đã từng chửi bà Kimberly Hồ là ngày xưa là đối trọng với Tài Đỗ khi mà đứng chung liên danh với lại ông Trí Tạ và ông Nguyễn Mạnh Chí, mà sau này chỉ vì quyền lợi mà bà Kimberly Hồ bắt tay với Tài Đỗ để mà ám hại ông Trí Tạ và ông Nguyễn Mạnh Chí. Thì Ngô Kỷ ra rã nói là bà Kim Ly Hồ ngủ với kẻ thù. Thì bây giờ chính Ngô Kỷ với Phát Bùi, hai tên kẻ thù không đội trời chung, bây giờ chúng nó đã ôm nhau xoắn xuýt ngủ với nhau trên một chiếc giường chật hẹp. Cho dù nóng nực vã mồ hôi mỡ, chúng nó vẫn ôm nhau quấn quýt. Cho nên Phát Bùi đã phát biểu ở trên cái kênh Bonsa TV toàn là ngôn ngữ mà do Ngô Kỷ ói ra. Có đúng không Phát Bùi? Rồi, cảm ơn chị Linh. Cảm ơn chị Linh rất nhiều nha. Để mình xem thử có khán giả nào á có ý kiến gì thì đề nghị là mình nên mở một cái hotline vô cho khán giả gọi đó, khán giả có một khán giả nói này. Có một khán giả nói là có cái hotline phone không, thì để mình sẽ đưa cái số điện thoại để các bạn gọi vô nha. Chứ còn cái số điện thoại của mình, điện thoại mình Canada, các bạn gọi được đâu, để nó quan được cái số phone nha. Ok, thì có một số bạn hỏi tôi là có phải ở Hip Shop không. Đúng, mình đang ở Hip Shop. Nếu bạn nào mà tới chơi được thì cứ chơi, muốn lên thì có lên đây cho vui. Anh Viu Đồng sáng giờ có ra cà phê Gypsy không? Gypsy không, em qua. Hôm nay không đi Gypsy. Rồi có gặp mấy đồng chí Không, trước Phil với là anh Đức ra không gặp ai hết ngày, ngày thứ bảy. Ủa anh có mời ông Việt đi trốn gì thì có mời hết. Uống cà phê mà không nào tới. Tối đó cũng có mời tới cà phê cũng live stream, nhưng mà chắc mà họ bận hết rồi. Sau kinh nghiệm là anh phải make appointment mấy người đó bận đó. À, lần sau có kinh nghiệm. Yeah. Còn ngày hôm nay bận quá cho nên không có tới giúp sim, tới lần thôi. Yeah. Tới lần thôi. Thì sẽ đưa cái số rồi bộ phận kỹ thuật sẽ đưa cái số số phone nha. Nếu các bạn nào mà không bình luận đây thì các bạn gọi không được không sao hết. Anh cho cái số hiện lên trên màn hình đó. À, có một cái bình luận hồi nãy chị Linh. Từ để tìm được chị Linh. Từ qua thử chờ chút nha các bạn. Các bạn cứ hỏi đi rồi tôi sẽ đọc lên rồi. Tuấn với lại có hotline rồi nha, có hotline rồi, các bạn cứ gọi nha, có hotline đưa lên rồi đó. Phil để bên đó được không? Phil để bên số phone của Phil bên đó luôn. Không, cái số phone nó gọi đâu có được. Không, để cái số của nó của mình vô. À, để cái số không được. Ông gọi rồi, ông gọi từ từ ở đây, tôi đang từ cái máy mình mà. Ok, rồi có rồi, chút nữa. Được không? Ừ, có rồi. Rồi trời ơi, quá ngon thì làm sao. 774 589 7453. À, xin lỗi 714. Rồi các bạn cứ alo tới nha. Anh Tuấn này, hỏi cái này cái. Yeah. Thì trước đây là Ngô Kỷ là anh chơi rất là thân
với cái nhóm gọi là mình tạm gọi là nhóm chống cộng niềm được nha. Nhưng mà thời gian cả năm nay là ông chơi cái nhóm gọi là cái nhóm thân cộng, rất là thân cộng sản, cái nhóm Vino, cái nhóm mà coi như là ngày đêm ca ngợi VinFast, thậm chí là ông chơi thân với cái cộng sản này, ví dụ như cái của cái thằng Minh Giang, Giang Nghiện đó, Giang Nghiện Giang Điệp đó, thằng cộng sản. Mà vấn đề ở chỗ ổng là người chống cộng, mà sao tại sao ổng lại chơi những cái thân cộng với những với cái cộng sản là sao anh? Ổng chắc sắp tới ổng nhân viên của Bộ Ngoại giao rồi á. Nên ổng phải quan hệ rộng. Bộ Ngoại giao quan hệ rộng. Phải quan hệ rộng. À, mà ổng ví dụ ổng là người mang tiếng là dân chống cộng mà đi chơi với những người thân cộng, mới đi chơi với những người cộng sản thì không dây. Họ nghĩ thì sao? Cái dây thần kinh đó vô quê vậy? Hay là gì á, ổng đứt rồi. Mà không chơi thấy láng không? Lắc ư luôn, không có thôi vậy hả? Là không có gì mà ngăn cản không được đâu. Như ví dụ ông lý giải thế này, ông lý giải ông là người đấu tranh. Có một cái việc khán giả gọi vô nè. Rồi phải đọc nghe anh nói đi. Em là chị Nhân nè. Okay. Xin chào anh Đăng Quang, anh Phiêu Đồng, chị Nhật Linh với lại Tuấn. Anh gì ngồi kế bên á? Tuấn. Anh Trinh Nhân, anh em mình đi chung á nha. Hello. Biết hả? Biết chứ. Biết. Dạ. Yeah. Khỏe không anh? Rồi đây là Tuấn cùng bạn mình á. Rồi anh thấy rồi anh có câu hỏi gì không? À cũng không có câu hỏi gì, chỉ có một cái như vậy nè. À, ngày hôm qua đó trên đường mà đi làm về đó. Thì thấy ở Phú Lộc Thọ mình đó đeo cái lá cờ vàng lên, thì phải nói chứ trong lòng Trinh Nhân phải nói là tự động mình nước mắt mình nó chảy á. Yeah. Ngày hôm qua phải nói là ở trong này đó là công của những người chẳng hạn như là Đạo Quang nè, Quy Đức nè, yeah. Rồi Phiêu Đồng nè, rồi anh Nguyễn Minh Chí nữa, yeah. Thì nói nó là rất là tuyệt vời, phải nói là rất là tuyệt vời mà 40 mấy năm nay rồi, yeah. Dân của mình trong cái ngày này đắm năm qua, dân của mình đó đang trong rất là trong cái lá cờ mà lá cờ vàng. Và TV đó mình tự động mình rơi nước mắt á, mình chảy dài nước mắt luôn. Dạ. Bà xã có hỏi là sao tự nhiên anh chảy nước mắt nè, anh cười mà mình cười không à. Nói là lâu quá rồi không gặp anh em, tại vì đi về ở Arkansas đó là cái quê của vợ mình đó mà. Thì mình ở trên này cho nên là lâu quá không về, dự định đó là Tết năm nay nè mình sẽ về đó để mà ăn Tết cùng với lại mọi người. Nhớ lắm, nhớ ở Westminster lắm. Mà ngày hôm qua anh có tham dự không hay là anh chỉ đi ngang qua thôi? Không có, hôm qua tức là khi mà lớn màn hình đến chiếu lên TV đó. Là anh không qua trực tiếp hả? Anh ấy nói anh xem TV thôi gì nữa? Ừ, đúng rồi, xem TV. À. Cảm ơn nha, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Mình nói chung là dân ở trên này á, thứ nhất á là phần ủng hộ ông tổng thống Donald Trump nè. Yeah. Thứ hai là dân Việt Nam mình rất là nhiều. Vâng. Do đó là qua cuộc điện thoại này đó, mình thay mặt mọi người ở trên Arkansas gửi lời thăm hết tất cả những người mà có công á, chẳng hạn như Nam Quang, Phiêu Đồng, Quy Đức. À, anh Trạch Liên, Nguyễn Minh Chí, rồi chị Nhật Linh nữa, yeah. Và cả mọi người đều góp công góp sức để mà đưa cái lá cờ của mình. Cảm ơn chứ nha, thật ra mình cũng chẳng góp cái gì hết, mình cũng là giống như mình đi chơi vậy đó, mình tham gia luôn. Tình nhiều anh từ bên Canada mà anh có lòng anh qua bên đó thì phải nói hơn tôi rất là nhiều đó, anh Duy Đồng ơi. Rồi cảm ơn anh, thật ra là mình cũng đi nhiều việc anh Trinh Nhân. Bây giờ có câu hỏi này đến anh này. Thì anh nói anh xem TV mà anh cảm động như vậy á, thì nói chung á, thì những người tham gia đây thì cũng có cái tâm trạng như anh vậy thôi. Với những khán giả Phiêu Đồng thì họ cũng nói y như vậy. Bây giờ có câu hỏi này dành cho anh này. Tôi thấy đa số là những người Việt Nam Cộng Hòa, những người cờ vàng này đều như vậy cả. Tất nhiên biểu hiện á, là mỗi người nó biểu hiện khác nhau. Ví dụ như là anh có thể
rưng rưng nước mắt, nhưng mà Phiêu Đồng cũng cảm động nhưng mà lại không rưng nước mắt lại khác như thế, nhưng mà cũng sao, anh em có cái tâm cảm giống nhau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, ví dụ anh Ngô Kỵ chẳng hạn, anh là người cờ vàng, anh Ngô Kỵ là anh là người cờ vàng, anh là người quốc gia, mà anh là ở ngay Westminster mà anh lại không có tham dự gì hết, rồi anh lại đâm thọt, rồi anh lại phá, anh nghĩ như thế nào về những cái người như thế này anh? Nhưng mà cũng may mắn là những cái người như anh Ngô Kỵ nó không có nhiều, chỉ có vài người như vậy thôi. Anh nghĩ như thế nào về những cái người này? Nghĩ về Ngô Kỵ với lại Phát Bùi rất là nhiều. Phải nói rằng ngày xưa kia đó, Nam Quang cũng thường biết là mình là cái người ủng hộ cho Phát Bùi mà, đúng không? Những cái gì mà nói về Phát Bùi ngồi với lại ông đại sứ của Việt Nam đó, mình đều bỏ ngoài tai hết. Mình cùng với tất cả những anh em ở dưới này á, ở dưới đền Đức Thánh Trần á, đều bỏ ngoài tai hết. Nhưng mà sau khi mà nghe lại những cái lời mà ông này á, rồi xong rồi qua cái ông bắt tay với lại Ngô Kỵ á, để mà chống phá cái cục cờ của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mình mới nói là mình rất là giận. Số của Phát Bùi ở đây mình vẫn có, đồng ý rằng tôi nhỏ tuổi hơn Phát Bùi thôi, tôi sẵn sàng tôi gọi điện thoại để tôi chửi Phát Bùi, nhưng mà vợ tôi cản, mà đi anh bỏ đi. Do đó cho nên là tôi nghĩ rằng á, những cái người mà thấp kém hơn mình, với lại các anh cũng nghĩ như vậy đi, những người thấp kém hơn mình và cả họ không bằng mình, và trong đó có luôn cả Ngô Kỵ đó, thì thôi đi, mình bỏ qua. Giữa Ngô Kỵ bao nhiêu đó thì cũng đủ rồi, bạch mặt cho Ngô, bạch mặt Ngô Kỵ đó ở trên cái cộng đồng mạng đó, thì hầu như là cộng đồng mạng, tất cả hầu như mọi người ai cũng đều biết gương mặt của Ngô Kỵ, rồi phố Bồn Sa TV của Vũ Hoàng Linh đó, rồi Phát Bùi nữa. Do đó cho nên là những người đó là những người không đáng để chúng ta quan tâm. Tôi nói thẳng là như vậy. Mà nhất là Nam Quang. Nam Quang ngày xưa kia tụi nó cũng chê Nam Quang cũng dữ lắm. Tôi biết mà, anh em đi chung với nhau để mà ủng hộ Trâm á, thì những cái lời ra tiếng vào này nọ thì cũng biết mà. Thì bây giờ thì tất cả mọi người ai nấy cũng đều sáng ra rồi, vì những cái gì đó mà của Trạc Liên Nguyễn Mạnh Chí, anh Chí đó, rồi Nam Quang, rồi anh Nguyễn Quốc Lân, rồi trong đó có luôn cả anh gì đó bị thách cử đó, anh Văn, còn thấy Văn, anh Văn, à đúng rồi anh Văn, thì tất cả đó là những cái giọt mồ hôi của những người này đổ xuống dưới cột cờ của Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đó phải nói là tôi phải nói là nước mắt tôi chảy lúc nào không hay á, tôi nói thật, nước mắt tôi chảy lúc nào không hay, vì mang tiếng mình là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mình không giúp sức được bất cứ một vấn đề gì. Trong khi đó những anh em của mình ở Westminster họ làm được, thì cái đó là tôi rất là mừng. Mà đúng ra đó, Ngô Kỵ với lại Phát Bùi cả 49 năm nay có kêu gọi hô hào, rồi thậm chí rồi biểu tình đó, tổ chức biểu tình để mà kêu gọi ở Phú Lộc Thọ đưa cái cột cờ vàng lên mà không được gì. Nhưng mà ngày hôm nay những anh em như vậy đó, họ đã làm được, là đúng ra là những người này là phải có cái tấm lòng biết ơn chứ. Đúng rồi, còn cái đi không thì đừng có làm gì hết, đúng không? Ngồi yên chỗ đi. Làm cái trò phải nói là, mình phải nói là giống như cái trò của con nít vậy. Đúng là cái trò con nít. Ổng là chùm chống cộng đồng mà anh. hồi nãy anh nói thế này, hồi nãy anh nói thôi, bây giờ ổng Ngô Kỵ, ổng Phát Bùi gì đó thì thôi kệ ổng, mình đừng quan tâm làm gì, nhưng mà nói như vậy là cũng khó cho anh. Ví dụ như mấy ông này ngày đêm cứ nói, mà nhất là ông Ngô Kỵ, chẳng lẽ mình lại im lặng vậy thì ai lại lên tiếng? Mình không làm thì ổng lại nghĩ là ổng đúng, ổng lại làm tới thì sao anh? Anh nghĩ sao? No, anh, bây giờ anh cứ nghĩ đi, bây giờ đường mình cứ đi,
chó sủa thì chó vẫn sủa. Thì anh cứ nghĩ rằng Ngô Kỷ là một con chó đang sủa rong ở bên đường đi. Anh cứ suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Cái lời nói của tôi ngày hôm nay khi mà tôi lên trên diễn đàn của anh Nam Quang với lại tất cả mọi người đây, tôi nói bảo đảm có Ngô Kỷ nghe. Và Ngô Kỷ thừa biết rằng Nguyễn Chinh Nhân là em trai của Trần Nhật Phong. Lên tiếng nói, Ngô Kỷ dục nó. Yeah. Bao nhiêu đó thôi, Ngô Kỷ đủ dục rồi. Như vậy hy vọng là anh nghe được nha. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn là Ngô Kỷ đang nghe. Rồi, Nguyễn Chinh Nhân em trai Nhật Phong, lần đầu tiên tôi biết đó. Trần Nhật Phong thì biết, chứ Nguyễn Chinh Nhân bây giờ mới biết này. Lâu nay rồi, không có lên tiếng. Tại vì cũng hơn cả năm nay rồi, lo đi làm không anh? Dạ. Yeah. Cũng không có lãnh. Mà phải nói là lên trên con giá trên đài ngày hôm qua mà tự động mình khóc. Mình khóc mà mình khóc trong lòng mình á. Yeah. Rồi nước mắt mình nó chảy á, thì phải nói chứ mình cảm thấy rất là, mình làm như là có một cái gì đó đó nó dâng trong mình, trong lòng mình một cái niềm rất là tự hào. Phải nói là mình rất là tự hào, mặc dù rằng tôi mới về Việt Nam đây là khoảng chừng một tháng. Yeah. Ăn Tết cùng với là gia đình bên vợ, nhưng mà con cái là mình nhìn đi nhìn lại ở Phước Lộc Thọ, ở ngay chỗ cái núm ruột của mình, nó lên một cái lá cờ vàng như vậy thì phải nói là tôi rất là vinh hạnh. Đúng rồi, ai cũng tự hào hết anh. Tôi tham dự, tôi thấy ai cũng tự hào hết đó. Rồi cái đường Hai Bà Trưng, rồi đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, lung tung hết. Nó thẳng là Việt Nam, ở dân Việt Nam mình năm nay ở Westminster phải nói là rất là sông tụ. Đúng, chính xác như vậy. Rất là sông tụ. Rất là vui. Thôi được rồi. Đây. Mình có vài lời chia sẻ với anh Thiêu Đồng, với Nam Quang, với lại chị Nhật Linh. Rồi, rất cảm ơn anh. Có những cái lời phát biểu rất là hay. Những cái đề nghị cũng rất là hay. Rồi cảm ơn nhiều nha, hồi nào anh có thời gian anh cứ tới Westminster nha. Ở đây có Tuấn với có chị Nhật Linh với Nam Quang đây. Về rally chung với anh. Lúc nào tôi cũng sẽ tới mà. Tôi tới đó, cái linh hồn của tôi á, bây giờ tôi đang sống ở Arkansas thật, nhưng mà cái linh hồn của tôi nằm ở dưới Westminster đó. Nhiều rồi, người như anh Nhân, quá nhiều tốt. Người như quá vậy. Dạ. Nhiều người như vậy. Rồi cảm ơn nhiều nha, chúc sức khỏe nha anh. Rồi chúc sức khỏe anh Phiêu Đồng. Rồi thank you anh. Bye bye. Anh chào Nam Quang nha. Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn nãy chút nữa có người nào gọi. Hình như pin nữa nó cũng hết rồi. Không sao đâu. Ok. Rồi các bạn nào có, để tôi xem bình luận nha. Các bạn nào các bạn bình luận là tôi sẽ có những cái câu hỏi thích hợp tôi sẽ đọc. Còn nếu không thì các bạn thích nói thì các bạn cứ gọi vô cái số hotline trên màn hình á. Rồi anh Tuấn có câu hỏi gì dành cho chị Nhật Linh không? Tôi hỏi chị Nhật Linh nhiều lắm rồi. Xin lỗi, mình ra ngoài chút. Bây giờ anh Tuấn muốn nói gì thêm? Dạ, Nhật Linh mời. Dạ, chị Linh muốn hỏi đi, chị Linh muốn hỏi gì em trả lời ha. Bây giờ cho Nhật Linh hỏi là Tuấn là... Tuấn nghĩ gì khi mà ông Ngô Kỷ với lại ông Phát Bùi á, nói rằng tại sao không bắt buộc Phước Lộc Thọ họ phải xây trụ cờ, họ phải bỏ tiền để xây trụ cờ, bởi vì là họ chịu ơn cái cộng đồng này, nhờ có cộng đồng này đến mua ở đó họ mới giàu có phát triển như ngày hôm nay, mà tại sao họ không bỏ tiền túi ra để xây, mà bây giờ mình phải đi huy động tiền của cộng đồng, mình phải kêu gọi cộng đồng muốn góp 5-10 đồng, 20 đồng, vài trăm, vài ngàn gì đó để mình xây. Giờ Tuấn nghĩ gì về điều này? Nhật Linh muốn nghe ý Tuấn. Yeah. Rồi tí nữa Nhật Linh sẽ nói. Dạ. Yeah. Thì đầu tiên á thì giống như mình ở đây, mình ở cái xứ sở tự do quá nên đâm ra mấy ông cứ cái thương xá Phước Lộc Thọ đi. Mình nói năm nay đó là nhà của alo.
Dạ, thưa là chú Quang Dương. Chú Quang Dương. Dạ, dạ, Quang Dương là lính gì đây, để xem. Lính pha, lính. Dạ, rồi, xin mời chú, chú đặt câu hỏi đi. Mình sẽ ưu tiên cho khán giả trước nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, tí nữa Tuấn sẽ trả lời. Ừ. Tuấn qua đây rồi. Xin chào quý ông bà chị em ở trên diễn đàn. Dạ. Chào hết tất cả mọi người, trong đó có chị Nhật Linh, Phiêu Đồng, Tuấn cũng như là Đăng Quang không. Thật ra thì nãy giờ tôi cũng có nghe cái chia sẻ của quý vị. Dạ. Tôi cũng muốn gọi vô để mà tôi góp ý thêm một ít thôi. Dạ. Dạ. Là thì là cái nickname của tôi là Ngọc Hồi á. À, anh Ngọc Hồi. Ồ, dạ anh Ngọc Hồi. Dạ. Bây giờ nói như thế này. Thật ra nếu nói về vấn đề ngũ kỹ đó, thì ngũ kỹ không phải là người Việt quốc gia. Tôi khẳng định cái điều này luôn. Dạ. Chính tôi là người nói nó là thằng nhảy núi, nhưng mà nói tôi bực mình nói là tại vì nó là thằng công kích, nó là thằng nhảy núi, nó chỉ cung cấp những tin tức từ ở ngoài này đem vô cho tôi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghi ngờ nó làm như vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà tôi biết được cái bản tin từ chị là nó chồng chị là người mà ký giấy bắt ba nó để mà nó tiếp tế gạo cho Đảng Cộng sản, để mà nó nuôi sống tụi Cộng sản, để mà nó là có tụi nó có sức để mà nó bắn lại tụi tôi rồi, thì lúc đó tôi được càng bội hơn hơn nữa nha. Thành ra riêng thằng Ngô Kỷ nó không phải là người quốc gia, nó sống ở trên đất nước Việt Nam thì đúng, nhưng mà nó không phải là người quốc gia. Tôi khẳng định cái điều này luôn. Dạ. Ok, qua những cái chuyện, cái những cái việc làm của nó bao nhiêu chục năm nay, mình đã nhìn thấy nó không có một cái điểm nào mà là nó làm lợi cho cái công cuộc đấu tranh này để giải cứu dù chỉ là một người. Đừng nói chị luôn luôn khai đất nước. Dạ. Đồng ý chưa? Nhưng mà nghĩa là có rất nhiều người cứ dán cái nhãn lên cho người của nó do nó là một nhà đấu tranh. Tôi thấy tôi bất mãn vô cùng. Tôi nói thật. Đó là thật lòng của tôi. Bây giờ nghĩa là tôi đưa ra những cái điều kiện cho quý vị thấy. Cái khả năng mà của nó cũng như là cái áo mà nó khoác lên người của nó, cái cờ để mà nó trùm lên trên người của nó đó, nó có bằng cỡ đại tá Phạm Ngọc Thảo. Nó có cái sinh mạng của nó, nó có cổ máu cỡ như là Tuấn Hạnh. Anh Hồi, em sorry, anh Hồi cho cái volume phone của anh lớn lên tí đi anh Hồi. Ok, bây giờ để tôi off cái này lại. Dạ. Tại vì không biết rồi, không biết cái này. Dạ. Bây giờ nghe được chưa? Dạ, nghe rồi anh. Dạ, dạ. Nói to lên. Dạ. Okay. Anh nói lớn. Dạ. Thì tôi muốn nói đó, ở trong cái miền Nam Việt Nam, dưới một cái chính quyền của miền Nam, có cơ quan tình báo mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó nằm ở trong cái chính quyền của miền Nam Việt Nam, nó mặc luôn cả quân phục Việt Nam Cộng hòa. Nó mang lên tới cái cấp bậc đại tá tới cả tướng luôn. Đến sau năm 1975, nó lòi ra đó là những thằng làm buồn. Thế thì những cái việc làm của thằng Ngô Kỷ đó, cho đến ngày hôm nay quý vị chứng minh cho tôi chỗ nào nó là người đấu tranh. Thành ra là mình phải khẳng định rằng nó, mà ngày hôm nay nó đã chính miệng nó xác nhận nó là cộng sản. Và ngày hôm nay cũng như nó đã liên lạc với cái con mẹ lệ lý đó là nhận công tác đi trước năm 1975, năm 1971 nó đã đi rồi. Ok, thành ra mình phải biết được cái điều này, mình phải biết được coi nó là họ là ai. Ở đây không có phải là cái chuyện mà nó là, nếu mà mình ở đây tôi không nói là cái chuyện ác hay là nhân từ, nhưng mà mình phải biết làm việc cho nó đúng chứ không phải là ác hay là thiện. Ở trong này làm đúng quy củ là cộng sản không thể đứng gần mình được. Nó thẳng ra là như vậy. Bây giờ tôi đơn cử một cái việc, nếu một cục thịt chó mà quý vị nêm nếm làm sao mà trở thành một cục thịt bò đi, thì nó thằng Ngô Kỷ hoặc là những thằng cộng sản bên nhà nó thay đổi. Quý vị làm đi. Nếu mà quý vị chứng minh được cho tôi từ cục thịt chó mà nêm nếm làm sao mà trở thành cục thịt bò, là tôi tin tưởng quý vị là đã quán cải được những con người là của Ngô Kỷ hay là những thằng cộng sản. Thành ra cái việc làm ngay cả cái thằng Lâm Đầu Trọc cũng vậy.
mình phải nhìn thấy được tại sao nó đưa ra, nó đưa những cái bản tin toàn là những cái tin đó là phải nói là kêu gọi nó là đầu tư về ở trong nước, cũng như nó ca ngợi những thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó phỏng vấn với thằng Hà Văn Sơn ở bên kia để mà chửi luôn cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tại sao nó đưa lên những cái bản tin đó? Để làm gì? Để đầu độc cho những người dân ở trong nước, để thấy rằng nó là những người nó là Việt quốc gia, là những người toàn là nó là từ trên xuống tới dưới toàn là cái thứ mà nó là không ra gì. Thành ra cái là hành động đó là những hành động mà nó đang làm việc ngoài này, nó không có quăng lựu đạn, nó không pháo kích vô trường học giống như ngày xưa trước năm 1975, nhưng mà nó làm náo loạn cộng đồng ở ngoài này. Hình ảnh đó nó không khác gì nhau cả. Thành ra ngày hôm nay mình phải lên tiếng nói để mình cho mọi người biết được những người nào nằm vùng, những người nào đang làm tiếp tay cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là trách nhiệm của từng cá nhân một. Đây là những cái phần góp ý, cũng như có câu hỏi là tại sao 50 năm rồi mới có đặt cái ngọn cờ thật lớn ở trên Phúc Lộc Thọ. Đây là một cái điểm phải nói là rất là quan trọng để cho chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta đang quằn quại dưới ách thống trị đã 50 năm rồi. Hãy nhớ là cái ngọn cờ này, người dân Việt Nam đang quằn quại dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nửa thế kỷ rồi, thưa quý vị. Cái ngày hôm qua khi mà tôi dự đó, nó cũng mừng mừng tuổi tuổi, bởi vì nó là ít ra cũng còn có một thiểu số những người trẻ đang dấn thân. Cái nước mắt tôi rơi chỉ có khi mà tôi hạ cái ngọn cờ ở bên Philippines thôi. Cái ngày đó là cái ngày chào cờ sau cùng trong cái cuộc đời binh nghiệp của tôi đó. Thì nó là lúc nó kéo cờ xuống là cả một cái những chiến hạm không biết bao nhiêu nghe là đồng bào phải nói là rớt nước mắt, kể như là tan nát hết. Ngày đó là cái ngày mà tôi khóc, nhưng mà ngày hôm qua thì tôi chẳng có khóc, nhưng mà tôi nhìn thấy là có hy vọng ngày hôm nay còn có được một cái giới trẻ sau này, những người đã tiếp nối, bởi vì chân của tôi một chân đã bước vô quan tài rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng là ít ra cũng phải có người tiếp nối chứ, đúng không? Đây là những phần góp ý tôi nói là mình phải nói làm sao không cần dùng những từ hoa mỹ gì cả, nói thật rõ, nói thật chính xác để cho mọi người từ chú xích lô cho đến tiến sĩ phải hiểu ý của mình muốn nói cái gì, để cho họ biết được, họ tránh xa những cái loại súc vật này đi. Đó là đây là trách nhiệm của từng cá nhân một, chứ không phải là trách nhiệm, bởi vì ngày xưa nó là ở miền Nam Việt Nam quy trách nhiệm cho quân đội để đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân nó phải nói là thờ ơ. Thành ra đó là một cái bài học rất lớn. Ngày hôm nay cái đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam để mà giải cứu người dân Việt Nam là từng cá nhân một của mỗi con người Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là trách nhiệm của một quân đội hay cái gì đó, mà trách nhiệm của những người nào còn nghĩ mình là người Việt Nam. Đây là những lời mà tôi chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh Hồng Phô. Tôi rất là hay nói là thật lòng tôi muốn góp ý nó là như vậy. Dạ, cảm ơn rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Hồ ạ. Dạ, chúc sức khỏe anh. Dạ. À, các bạn ơi, cái số phone mà các bạn đường dây nóng các bạn có thể gọi đến là 714-589-7453, 714-589-7453, 714-589-7453. Các bạn ghi xuống giấy để các bạn có muốn gọi thì xin các bạn gọi đến nha. 4-589-7453. Mời bạn. Dạ, chào chị Văn Linh ạ. Dạ, xin chào. Dạ, và chào các anh đang ngồi trong livestream với chị luôn nha. Dạ, bạn tên là gì ạ? Tiến Dũng có đó không? Chờ gửi là ở thăm đấy ạ. Dạ, dạ có ạ. Tiến Dũng đang ở trong studio ạ. Dạ. Em có cái vấn đề này muốn chia sẻ về cái Phước Lộc Thọ chiều cờ hôm qua đó chị. À hả.
em coi như là coi rất là nhiều những cái YouTube khác nhau, và thấy cái từ khía cạnh của cái buổi hôm đó, và trong những lần những cái khía cạnh đó em nhìn thấy rất là nhiều những tắc mắc, những cái chú đó rất là cảm động. Và chính bản thân em ngồi coi trên truyền hình em cũng thấy rất là cảm động, là bởi vì á, cái ngọn cờ nó vừa vươn lên mà gió bay lên một cách rất là đẹp, mà đúng là trời và Chúa và tất cả Thượng Đế đã thương dân Việt Nam mình. Đúng vậy. Mà ý là em nói là dân Việt Nam là dân Việt Nam chống khổng, thật sự. À, em muốn chia sẻ cái điều này như thế này nè, là cái vấn đề mà Amy đó, thì ngày hôm qua sau cái vấn đề đó thì em có nghe chị nhắc tới. Tại vì em có coi qua chương trình của anh Bosa TV. Thì Bosa TV phỏng vấn á, thì cổ nói rất là coi như là khẳng định là nhất thiết là sẽ không tới, là bởi vì thị trưởng không mời trực tiếp cho nên cổ không tới. Cái vấn đề ở đây á, là thị trưởng không cần thiết phải mời trực tiếp từng cá nhân. Lên trên những cái YouTube chỉ thông báo đại trà trên cộng đồng. Để như vậy là lý do như thế nào? Là bởi vì người thật sự mà có tấm lòng á, là họ nghe vào, họ không cần phải có một cái tờ giấy mời trên tay, họ vẫn chạy đến. Là bởi vì đối với những người dân chống cộng thật sự, họ sẽ đến vì lá cờ, chứ họ không đến vì một cái lý do rằng là họ không nhận được cái lá thư cả. Chính thị trưởng đích thân lên sân khấu nói rõ, dân biểu tỏ đức trí, nghị viên Nam Quang và tất cả những người trong hội đồng thành phố đây, thị trưởng không mời một người nào hết mà tự động họ đến. Lý do gì mà Amy lại complain rằng là thị trưởng không mời Amy? Còn lý do tôi muốn nói ra đây á, là Amy Phan Quét chạy lên để cắt băng Khánh Thành á, thì như ý chị nói ngày hôm qua tôi có nghe, tôi thấy cái điều đó rất là xấu hổ cộng đồng. Là bởi vì chính Amy nghị viên á, là không có một cái đóng góp gì vào cái vấn đề treo cờ ngày hôm qua cả. Chỉ có là tôi cảm ơn là trong cái vấn đề diễu hành Tết, cổ có gọi là giúp đỡ một chút xíu trong vấn đề diễu hành Tết. Còn cái ngày vấn đề mà treo cờ là vận động ông chủ này nọ, tôi không có hề nghe cổ nhắc đến vấn đề đó. Nhưng mà một cái điều là xấu hổ đây á, là tất cả những gì mà cô ta nhận được, những cái information gì cô ta đều báo cáo với lại ông Ngô Kĩa. Mình đâu cần thiết mà phải đến ông Ngô Kĩa để dịch sang tiếng Việt hay là giúp đỡ mình về vấn đề đó. Trong khi đó Ngô Kĩa đâu có đại diện cho ai trong cái cộng đồng của mình đâu. Nếu như đặt trường hợp ổng đi, ổng hỏi, cổ đi đến, cổ hỏi cái ông Phát Bùi, thì mình cứ cho là cũng được đi. Là bởi vì ông cũng mang danh là gọi là chủ tịch của cộng đồng mình đi. Nhưng mà đang đây ông Ngô Kĩa chẳng là một cái gì hết. Ông chỉ là một cái người dân giống như tôi với chị với tất cả mọi người thôi. Không có một cái tấm bằng trên tay mà cũng chẳng có làm một cái gì trên cộng đồng hết. Bây giờ tôi chia sẻ như đó là đủ rồi. Còn vấn đề ngày hôm nay tôi cũng gọi để tôi hỏi thăm vấn đề. Là bởi vì tôi có xem cái channel TD Media gì đó. Yeah. Có một nhóm, những cái một số YouTuber họ đến. Cái cảnh lúc đó tôi nhìn á, thì theo như những người khác họ xem á, tôi nghĩ họ cũng có cái cảm giác giống như tôi. Gần giống như là họ đến để họ sỉ nhục chị. Đúng rồi. Gần giống như đến là để họ cố tình làm xấu chị. Đúng rồi. Cái chuyện đó ở đây á, tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam xảy ra cái hiện tượng đó thôi. Còn bên Mỹ này không bao chưa, tôi chưa bao giờ thấy cái hiện tượng đó xảy ra. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là như này. Cái hiện tượng mà những người đã đứng ở phía sau lưng của chị để trả lời những cái câu phỏng vấn đó đó, họ muốn mang một cái thông điệp đến cho tất cả mọi người rằng là chị là không là cô nhỏ lá cờ đó, là những cái người đó đó nên suy nghĩ là coi cái người bôi nhỏ lá cờ là ai. Chính là cái ông Ngô Kĩ. Cái ông Ngô Kĩ là một trong những người gọi là, đúng ra tôi chưa có nghe một người nào gọi là, cho dù có chửi bên nào hay là có chửi thế này nữa, tôi chưa bao giờ nghe ai nói là cộng đồng tụi bay là một cái lũ ngu si. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói một vấn đề đó cả. Nhưng mà chính ổng mở miệng ra, ổng nói tôi sẽ rút cờ, tôi sẽ chấm lá cờ.
thuộc cái thứ cộng đồng ngu. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói là điều đó. Cộng đồng ngu có nghĩa là trong đó có tôi, có chị và có tất cả mọi người trong vòng toàn nước Mỹ chứ không phải riêng về Westminster. Tại sao ông mở miệng nói những cái câu đó? Tôi không chấp nhận những cái người mà như vậy là bởi vì những cái người đó chỉ có được sự giáo dục của cộng sản thì cộng mới mở miệng ra nói những cái điều đó. Còn vấn đề ở đây tôi muốn nói nữa là việc vi sinh, ổng lên đài, ổng ngồi, ổng nói chuyện, ổng gỡ mấy cái phim, gỡ mấy cái gì mà gọi là có liên quan đến cờ vàng và sọc đỏ, ổng gỡ xuống hết. Ổng gỡ xuống hết là không phải là để ổng trốn tránh cái chân vấn đề ổng là việc, ổng là bên đây hay là bên kia, không phải. Nhưng mà vì lý do là ổng gỡ xuống là để cho cộng đồng thấy rằng là ổng là một cái người có thể là ổng nói ổng là người trung lập, ổng là bên đây bên kia. Nhưng mà theo tôi thấy rằng là ổng không phải ổng sợ Việt Cộng đâu, hay là ổng sợ một người nào đó đâu. Ổng sợ vì ổng đeo cái đó vô thì bên đỏ với bên vàng, bên đỏ sẽ không cung cấp tiền cho ổng, mà bên vàng nếu thấy như vậy cũng chẳng có cung cấp tiền cho ổng. Chị nói rất là đúng rồi, vấn đề tiền vàng. Ổng là việc chỉ có đồng tiền, ngoài đồng tiền ra không có một tình yêu, tình cảm gì cho bên đỏ hay bên vàng gì cả. Đó cũng là cái sự suy nghĩ của tôi như vậy. Thì tôi muốn hỏi chị một câu như thế này là theo cái cảm nghĩ của chị đó, ổng lên cái đài vi sinh của ông Bảo Trâm đó mà không đeo những cái đó, tại vì tôi thấy chị về văn chương chị rất là giỏi, tôi muốn hỏi thăm chị thì theo cái cá nhân của chị suy nghĩ về cái vấn đề đó như thế nào? Cái thứ nhất. Cái thứ hai á là theo sự suy nghĩ của chị á là nghị viên Amy đó, tại vì tôi thấy rất là nhiều lần là khi ông Ngô Kỷ ông lên trả lời phỏng vấn gọi là giống như là breaking news hay là cái gì đó, ông sẽ đem những cái gì của nghị viên Amy Phan Quét ra để ông nói với một nhóm gọi là YouTube, mình cứ cho là coi như là phản là bên mình đi, chống đối bên mình đi. Ông cứ đem ra ông nói những cái information của nghị viên ra. Thì theo như chị á, thì cái công việc đó mà ông làm như vậy đó là theo chị, cá nhân chị suy nghĩ như nào? Thôi tôi nhường lại cho những người khác hội gọi vào góp ý. Tôi cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Bạn tên gì vậy? Tôi tên Hoa chị ơi. Dạ, cảm ơn nhiều lắm nha. Hy vọng là những lần live stream sắp tới là bạn sẽ tham gia tiếng nói cùng với cộng đồng. Cảm ơn nhiều lắm. Nhật Linh muốn đọc lại cái số hotline cho các bạn. Các bạn nốt trên giấy là 714-589-7453. 714-589-7453. Trong khi chờ đợi mà khán giả sẽ gọi đến thì Linh sẽ trả lời cái câu hỏi của người khán giả vừa rồi là tại sao Ngô Kỷ khi mà lên trên đài của Việt Vision thì ông ta gỡ hết những cái dấu hiệu gì là cờ vàng trên con người của ông ta, mà lúc ông ta ở trong cộng đồng thì ông ta đắp trên người ông ta từ đầu xuống chân cái dấu hiệu cờ vàng. Thì cái câu hỏi chính là câu trả lời rồi quý vị. Bởi vì con người sống giả tạo, đội lốt cờ vàng để kiếm sống, kiếm ăn, kiếm cháo, kiếm tiền. Đó là sự giả tạo. Nếu như một người thật sự yêu cờ vàng, khẳng định mình là cờ vàng, thì khi lên kênh Việt Vision thì phải càng phải chứng minh tôi đang đeo cái cờ vàng đây. Tôi thắt cravat cờ vàng đây, tôi mặc áo cờ vàng đây. Khẳng định rõ ràng cái bản lĩnh của mình như vậy, thì người cộng sản dù cho người ta ghét, mình là một con người có bản lĩnh, dũng. Nếu như họ không cho mình lên thì mình không cần lên. Xin lỗi. Đã có một khán giả gọi rồi, Linh xin nhường lời lại cho khán giả. Xin mời. Hello, chào chị Lên. Chào Phi Đông. Chào chú tớ. Tôi thì tên Nhan, cũng năm nay cũng hơi lớn tuổi, cũng
sáu mấy tuổi rồi. Dạ. Cũng có một thời gian cũng sinh hoạt tại cộng đồng và cũng trong cộng cũng khá lâu. Thời lúc là bác Bắc Tùng lận, thời Bắc Tùng lận, Bắc Tùng lận ở đó, Bắc Tùng chắc chị Linh biết Bắc Tùng giờ lớn tuổi rồi, không biết bác còn sống hay là mất. Đó, thời cũng cành gió anh sáng đó, và cái những thời mà lúc mà trống cộng, mà lúc mà những thái đoàn mà tuổi ca sĩ rồi tuổi mà ở đây hát, rồi những thái đoàn tuổi cộng sản nó qua bên San Francisco, thủ tướng, phó thủ tướng đó, đó cũng thời gian trống cộng đó. Đó thì nói về ngũ kỹ và cái đoàn trống thì tôi cũng hơi khá hiểu về hai bên này. Cái ngũ kỹ là cái tên nó không có cái trống cộng gì hết, trống cộng gì cả hết. Nó có là thằng homeless, nó có thằng đi để kiếm tiền thôi. Đấy, nó từng đã ngủ trong quật trong xe không à. Rồi cái thời mà tôi kể sớ thôi. Thì tại sao thôi về ngô kỹ, nếu mà kể về ngô kỹ với đồng trọng thì nó kể cả ngày cũng không hết đâu. Đấy, tôi kể sơ thôi, để lát cái nhìn của người khác. Thằng ngô kỹ á, thì chắc nó biết tôi xin giới thiệu tôi là Nhan đấy. Tôi là Nhan, chắc nó biết. Mà cả luôn thằng Lâm Trọng nó cũng biết tôi luôn. Mà cả đồng trọng nó biết tôi á. Đấy, thì ngô kỹ á, cái thằng đó là cái một cái thằng rất là ác. Mà cái thằng đó rất là đi chúi lắm. Nó hồi mà năm vừa mà nhớ là cái lúc mà ban giao cái chợ người Việt Trần Vũ á, tại ở ngoài Bô Sa đó, thì lúc đó thì có ban giao, thì Trần Vũ cũng về Việt Nam làm ăn, thì cái nó lái chiếc xe ven nó sơn cờ vàng ba sọc đỏ, rồi nó kéo nó hai ba thằng nữa, nó đóng đô đó, đóng đô đó quanh năm suốt tháng. Tôi cái tiệm là cái chợ đó Trần Vũ ế quá, thì nó điều đình với cái thằng Ngô Kỷ, đưa cho Ngô Kỷ 5.000, 5.000 thì nó dẫn mấy cái đám lính của nó, có hai ba thằng đó lên San Jose sống một thời gian, rồi cũng về đây rồi cũng lang thang vậy thôi. Rồi tôi không chẳng có làm trong cộng gì hết, nó có chẳng có việc cộng đến đây biết bao nhiêu lần. Từ Trần Trường cho đến những cái phái đoàn tuổi cộng sản qua đây hát này kia, nó không bao giờ có mặt hết. Là biết nó là thằng như thế nào rồi. Nó là thằng Việt Giang chứ không có phải là thằng chống cộng gì hết. Nó mượn cớ rồi để làm tiền. Như vụ biểu tình về người Việt như vậy. Đó, nói với thằng Đồng Trọng cũng dành cho có cái thùng tiền. Hai thằng đánh nhau cũng vì thùng tiền để gây quỷ đấy. Đó. Rồi có nói, rồi tôi kể cho nó nghe nữa. Nó hãy nhớ một cái bà neo, tiệm neo, đem nó về, không có chỗ ở, nó ngủ xe, nó không có hoài, nó chịu không nổi. Bà tiệm neo nào đấy, tôi không muốn nhắc tên bà đó. Đem nó về nuôi, mấy tháng trời nó nằm ăn, nằm dầm, nằm về. Bà thấy cái thằng này không có làm gì hết, bà đuổi nó đi. Nó ra ngoài chợ, ngoài cái chợ Home Depot, nó mua nguyên hai cái thùng nước sơn gì, nó đổ đầy nha, đầy nhà người ta hết. Đó, nó là cái bản chất của nó như vậy đó. Lung manh lắm. Yeah. Đấy, nó tôi đã từng nắm cổ nó ở ngoài trước Phước Lộc Thọ, tôi giật nó xuống mà. Nó yeah. chạy, nó chạy. Đó, khán giả nghe kỹ nha. Nó chạy đi. Đó. Nó biết tôi, tại vì lúc này... Chú Nhàn nói nha. Ngô Kỷ rất rành chú Nhàn này. Nhưng mà hồi bữa... đúng ra ngày bữa hôm qua tôi có ra nhưng mà tượng đài thì tôi gặp thì gặp âm Phi Đồng, thì mình đâu có biết âm Phi Đồng, thì mình thỉnh thoảng mình trên thôi thức thôi đã, thì mình ra mình có chụp hình, thì mình cũng nói sơ về cái vấn đề, tại vì tôi ở đây cũng gần 46 năm rồi chị Linh à. Yeah. Tôi không biết đâu, tôi qua hồi lúc đấy còn trẻ đó, còn trẻ 22 tuổi à. Đó, tôi sống ở cả ở Bô Sa này lâu lắm, thời đó chưa có Phước Lộc Thọ, chưa có gì hết, chỉ có cái phở quà của Hoàng Cơ Minh đó.
của kháng chiến của Hoàng Cơ Minh ở Santana thôi, chỉ một cái chợ nhỏ xíu ở gần trước cái đài, cái chợ cái tượng đài Trần Hưng Đạo đó, đó một chợ nhỏ đó thôi, với một cái quán cà phê Lục Huyền Cầm thôi. Tôi qua thời đó lâu đó là đóng, tôi đã đóng đô ở Busan. Còn ông kỹ sau này hồi Trần Trương nó đã có, nó có mặt rồi, chứ khó nó, nhưng mà nó không có xuất hiện, tại vì cái lúc đó là nó tiếng nói của nó không có. Nếu mà tiếng nói của nó có thì nó cũng, tại vì cái vụ gom góp tiền đó là hồi trước là cũng lâu quá rồi. Tôi nhớ cái ông đề á, ông mà để làm bảng á, ông thu tiền hết, chứ nếu mà Trần thằng Ngô Kỷ mà nó gia nhập trong đó thì nó cũng chia nhau về đồng tiền đó rồi. Nhưng mà cái lúc đó là thằng Ngô Kỷ nó không có trí tâm gì hết, nó không có gì hết, nó có ở đó nữa chứ không phải là không. Thằng Ngô Kỷ tôi nói tóm tắt, nó không có chống cộng gì hết, trả luôn cái việc quyết đi á, tụi tôi đã chống cả tháng trời luôn đấy, mà nó đâu có xuất hiện đâu, nó một phần đây thôi, nó đâu có xuất hiện ra chống cái dưỡng tin đâu. Tôi mới thấy nó là dịch cộng mà, tôi dịch giác mà, nó đâu có bao giờ có đâu. Nó chỉ chống cái hồi lúc mà chống báo Người Việt là không phải là nó chống nữa, nó do bà Đàm Bảo Kiếm chống, rồi nó liệt nó nhào vô nó để ăn ké, nó ăn hờ, rồi mới tạo ra cái thùng tiền đó với thằng Đoàn Trọng. Lúc đó là đang biểu tình ở Việt Ly ở dưới gia đình Dơ gần cái văn phòng của con cái đất biển á đó. Đó thì lúc đó đang biểu tình đó, thì bà Bảo Kiếm đang biểu tình ở tòa báo Người Việt thì mới kéo thằng Đoàn Trọng, nó kéo nhau gì bên đó hợp tác, rồi thằng Ngô Kỷ nó nhào ra, rồi cái dựng ra cái thùng đồng tiền để gây quỹ, rồi hai thằng giành việc đánh nhau gì cái thùng đồng tiền đó nữa đó. Thật ra cái thằng Ngô Kỷ này nó không, tôi nói thẳng đó, nó không có, nó là cái thằng Việt Giang. Ngày hôm, bắt đầu từ ngày hôm qua lễ thượng cờ ở Hoài Thước Bồ Tỏ, cái tuổi cộng sản mà tuổi tình báo ở Hoài Bồ Sa này nó không còn chi tiền cho Ngô Kỷ nữa rồi. Thất bại, nó thất bại hoàn toàn rồi, nó không còn nhận tiền nữa của tụi cộng sản nữa đâu đó. Nó ở cộng đồng này muốn yên á thì làm sao. Thằng Ngô Kỷ với hai thằng Đội Trọng này, hai thằng một là vô rừng hay lên núi ở thì cái cộng đồng này sẽ yên. Hai thằng đó là hai thằng, và thằng quan trọng nhất nữa là cái thằng Lân Đội Trọng đó. Thằng Lân Đội Trọng là cái thằng là nằm dùng là số một của Hoài Bồ Sa đó. Thằng đó là rất là ghê gớm. Thằng đó tôi nói sự chị nhân viên hỏi, nếu nó là nhà báo ở hải ngoại mà làm sao mà nó về trong nước nó phỏng vấn được chứ ông thủ tướng, ông chủ tịch nước nữa, làm sao mà nếu mà nó là báo chân chính đi không bao giờ mà được về trong nước mà được, để mà được phỏng vấn, được trả lời phỏng vấn với của thủ tướng và tổng trưởng này nọ, chuyện nó không bao giờ có. Mày phải là cái thằng Việt Giang, mày làm gì cho tao mày mới về được trong nước. Cũng như cái thằng người ta thằng Đỗ Dũng vậy đó, làm sao mà dám, nếu mà là người chống cộng làm sao mà dám về trong nước. Rồi thằng Đoàn Trọng làm sao nếu mà là nhà xin nhận người nhà ký giả chống cộng, hay là ký giả mình không chống cộng như trung trực đi, cũng chẳng dám, thằng dám bước về tới thị trường đó là túm cổ rồi, chứ đừng có để đi phỏng vấn người này người nọ. Tôi nói thật chứ. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. Thời gian cũng giới hạn. Dạ. Dạ. Tại vì mình cũng thỉnh thoảng thì biến động lớn. Dạ. Tôi cũng xuất hiện thôi. Dạ. Nhưng mà thật ra thì để tôi nói xem. Hồi qua kéo cho trời lên tôi rất cảm động. Dạ. Tại vì tôi là năm 75, tôi đi giới tú tài. Dạ rồi, dạ thưa anh, tụi em là đã không còn nhiều thời gian nữa, xin hẹn anh vào cái clip á. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Hello. Dạ. À, anh Phương Đồng đây, nghe anh nghe lử.
Chào anh. Rồi chào anh, rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh. Chào Nhật Linh. Dạ em chào anh. Rồi chào Nhật Linh. Nghe Lữ Thanh theo dõi cái livestream của Nhật Linh đó. Nghe nói. Có nghe không? Dạ có nghe. Nghe anh nói đi. Đang theo dõi cái livestream của Nhật Linh đó. Dạ. Thì với tư cách đó là một người Việt Nam cộng sản chạy xe đua mà có mặt ở trong cái buổi lễ khánh thành cột cờ và thường kỳ Mỹ Việt ở tại khu phố Lộc Thọ đó, chứng kiến được cả ngàn người tham dự đó, thì qua cái phần live stream hồi nãy dùng số anh em cũng gọi vô đó, thì mình cũng nghĩ là cũng muốn chia sẻ trên cái live stream của Nhật Linh trên cái Trust Media Network để nói lên cái suy nghĩ của mình. Một cái ông già ngoài 70 tuổi rồi, cũng đồng cựu quân nhân, có những cái cảm nghĩ gì về cái buổi lễ khánh thành cột cờ và thường kỳ, thì mình nói được không vậy Nhật Linh? Dạ thưa anh nói ạ. Dạ. Thưa với lại cô Nhật Linh phiêu đầu và kiểm quỷ đang theo dõi trên cái livestream, thì xin phép được tự giới thiệu, tôi là phóng viên Lê Lữ, một cựu quân nhân, một ông già cũng 70 mấy tuổi rồi. Sự thật mà nói là khi đã ở cái tuổi này và đồng thời là cái điều kiện mà tài chính đó, nó không có thoải mái lắm, thành ra cho nên đừng nói là đi du lịch ở đâu mà ngay cả đi Nam Cali thôi mình cũng ít có đi được lắm. Tuy nhiên với cái sự kiện mà cha đi của mình Chí đã vận động được không phải là một chủ nhân cơ sở mà là một tổ hợp của nhiều người là chủ nhân khối Lộc Thọ để mà họ đồng ý cho mình dựng cái lá cờ của mình, cái lá cờ giữa Nam Cộng Hòa và lá cờ Mỹ ở cái đất của họ. Chứ tôi nghĩ rằng điều đó nó không đơn giản, không dễ dàng một chút nào. Bởi vì tại sao? Chúng tôi là cư dân San Jose. Người Mỹ gốc Việt ở San Jose trên 150.000 người. Nhưng có những cơ sở, có những khu thương mại của người Việt. Thí dụ như ở Grand Seymour, từ Nam Thao, ở khu Lion, khu Center. Riêng có cái khu mà bị đánh thao là của người Việt thôi, nhưng mà hai khu kia thì của những người khác. Nhưng những cái khu thương mại đó hầu như đó là mang bản tên tiếng Việt không, thì chúng tôi không bao giờ có được một cái trụ cờ đó ở những cơ sở thương mại như vậy. Cho nên khi mà nghe tin đó là thị trưởng Trái Điêu Bình Chiến liên tục bám theo cái chỗ khu Phước Lộc Thọ, điều như thế nào đó để họ chấp nhận dựng lá cờ, tôi nghĩ là một sự cố gắng phải rất kinh khủng. Mà có dịp nói chuyện với lại thị trưởng Nguyễn Chí đó, thì anh có tâm tình thế này: em đang cố gắng làm càng sớm càng tốt. Bởi vì đó, họ không phải là một người quyết định mà họ là một tổ hợp. Mình rất sợ cái chuyện mà nay họ đồng ý, mai họ không đồng ý thì sao? Để điều đó để thấy được một cái sự kiên trì, một cái kiên quyết, một cái ráng hết sức của ông thị trưởng Nguyễn Bình Chí. Có cái điều rằng khi nghe cái tin đó thì chúng tôi ở Sơn Sơn lại biết rằng có những người họ đi chụp mũ, nào là ông thị trưởng này chắc có ăn chia, có cái gì đó được lì xì gì đó, rồi hoặc là tại sao gọi đó là sự kiện lịch sử, rồi tại sao là tôi chống cái vụ này, những khác luôn dân. Thì thưa với lại quý vị, với tâm tình của một người cụ nhân, tôi chỉ muốn nói thế này: ngay cái ngày xưa khi thời gian Cộng Hòa đang vẫn có cái chính sách chiêu hồi, thì những cái người chủ cơ sở thương mại dầu họ đó chỉ biết làm ăn thôi, làm sao có lợi cho họ thôi. Nhưng mà khi mà họ đồng tình với mình để
xây dựng cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tại cái địa, tại cái đất địa của họ đó, thì chắc chắn rằng họ cũng cân nhắc và họ cũng nghe là đắn đo dữ lắm. Bởi vì họ chỉ có cái động cơ làm ăn thôi mà, họ đâu có cần quan tâm một điểm tại sao họ là người Việt, họ phải bỏ nước ra đi đâu. Thế nhưng trong cái buổi lễ đó, chúng ta thấy đại diện của khu vực tộc sò, khu vực tộc sò, hai vị đại diện đó đều phát biểu rằng họ đồng tình với chuyện này, họ mong rằng cái lá cờ đó sẽ được mãi mãi treo đây. Mà ông thị trưởng Mạnh Chí đó chụp ngay con đó nói rằng, quý vị nghe không, chính những ông chủ nhân của cơ sở Phú Lục Thọ nói rằng cái lá cờ chúng ta sẽ bay mãi mãi, mãi mãi, để thế hệ con cháu của chúng tôi, của chúng ta thấy được rằng tại sao chúng ta mặc tại đây là người Việt Nam, nhưng mà Việt Nam dưới lá cờ nào? Đó là lá cờ một thể chế dân chủ, tự do, nhân bản, khai phóng. Dầu đã bị bất tử nhưng vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới. Đó là cái điều thứ nhất chúng tôi muốn nói. Cái thứ hai nữa là chúng tôi vô cùng cảm động khi thấy rằng hầu như nhiều năm rồi ở CLJ chúng tôi chưa bao giờ có cuộc tập hợp mà được cả ngàn người tham dự giống như buổi lễ thượng kỳ vừa qua ở tại Nam California. Một vài trăm thì có, nhưng mà số lượng cả ngàn như vậy đó chưa bao giờ có. Và đặc biệt là gì? Ở khu ở đen nó cũng có cái khu cờ, có cái hai cái cột cờ, nhưng không có được cái đại kỳ giống như là cái cột cờ của mình ở đây, cũng giống như cái cột cờ cũng không có lớn bằng cái cột cờ ở Nam California. Tôi thấy ở khu vực Thọ đó tôi thấy rất là xúc động. Nhật Linh, Phiêu Đông có biết không? Lúc mà cái lá cờ đó nó dương lên cao lên tới trên đỉnh rồi đó, nó bay, thú thật, tôi rớt mắt quý vị. Bởi vì nó bay song song với lá cờ Mỹ, mà quý vị biết rằng đó, ở Bắc Kinh chúng tôi đó, có anh Đặng Long là nằm trong ban chấp hành của cộng đồng Việt Mỹ, anh có anh phát biểu đó, thì ảnh đến từ ở Bắc Cali xuống đó, từ tôi đến là 7 giờ tối của ngày thứ bảy. Mà khi anh đến đó, qua ngày sau đó, anh ra đó sớm, anh ra ngoài đó sớm. Nhưng mà đến không phải với tư cách là một người khách tham dự buổi lễ không. Dù rằng mang danh đó là đại diện cho cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali, nhưng đến rất sớm, anh cứ đi xếp ghế. Và khi mà ông thị trưởng Mạnh Chí nói đó là cái dây cờ rất cao quá, thì sợ cột cũng có khi mà tượng kỳ lên rồi đó, cột lại đó, thì chắc không cột được. Thì có giờ ông nào đó mang cái thai anh lại. Thì chính anh Đặng Long của chúng tôi đó, anh nói rằng không, không cần anh thai gì, có xấu lắm, kỳ lắm. Thì chính anh là cái người đã chạy đi ở Home Depot mua mấy cái sợi dây thun để anh tìm cách sau khi thượng kỳ rồi, cột cờ rồi, thì vẫn giữ được mà không cần bắt thang lên. Và cái thứ hai là gì? Cái lá cờ đó, nếu chúng ta chỉ để hai đầu theo như của trước đó chuẩn bị đó, thì chắc chắn là sẽ không thẳng, nó không đẹp được như vậy. Thì chính anh Long đó, anh cũng đã suy nghĩ các anh làm cái lỗ chính giữa nữa, để mà cột thêm một cái khoen nữa để thượng kỳ lên. Thì quý vị thấy không? Gió thổi hai lá cờ Mỹ và Việt bay rất đẹp và rất thẳng. Đó là những cái tâm tình của tôi. Và cuối cùng, để chấm dứt cái phần chia sẻ của ngài lưỡng là chúng nói thế này: chúng tôi là những ông già rồi, và thưa quý vị, tôi biết rằng thời gian vừa qua rất nhiều người đàn anh của chúng tôi, thậm chí nhỏ tuổi hơn tôi nữa, cũng đã ra đi. Thì khi chúng tôi coi những cái video đó, từ của Tiến Dũng, của Dân Kiếm, của cô Hiền Dân Dân, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ, trong đó một bạn trẻ không biết tên, mà anh cũng có nói rằng chính anh là người, một trong những người đóng góp đầu tiên cho cái chuyện mà xây dựng cái trụ cầu cờ đó. Thì chúng tôi xin nói thế này, Nhật Linh hay Phiêu Đồng,
hay là những bạn trẻ đang có mặt trong cái buổi lễ thường kỳ đó, cho phép tôi, một ông già, gửi cái tâm tình của mình. Chúng tôi không biết rằng một vài năm nữa lúc nào tôi ra đi, thì mong rằng các bạn trẻ hãy giữ cái tinh thần của người tị nạn cộng sản, người Việt tị nạn cộng sản. Hãy giúp cho con cháu của mình hiểu được một cái thể chế dù bị bất tử, nhưng đó là thể chế có tính nhân bản, dân tộc và khai phóng, chứ không phải là một thể chế chỉ biết đàn áp, bỏ tù những người yêu nước. Mấy trăm người đang ở tù, quý vị, chắc quý vị theo dõi cũng biết. Thậm chí kể cả những người đó ở miền Bắc, họ sinh trưởng lớn lên ở miền Bắc thôi, nhưng mà dầu bị nhồi sọ, dầu bị xuyên tạc rất nhiều, nhưng mà chính họ hiện giờ lại là cái số người ở tù nhiều hơn nhất, nhiều nhất, để mà chống lại một cái thể chế đàn áp nhân dân, một cái thể chế làm tay sai cho Bắc Phương, một cái thể chế đó mà có những tòa án chỉ lên án những người yêu nước. Thì cho phép chúng tôi là những người gần đất xa trời rồi, xin gửi tâm tình mong các bạn trẻ hãy giữ và ngày càng làm mạnh mẽ hơn nữa, để cho cộng sản Việt Nam đó nó đừng có tuyên truyền rằng cái thế hệ thứ nhất rồi sẽ chết hết rồi, chứ không phải chống cộng. Chúng tôi nhìn Nhật Linh, nhìn Phiêu Đồng, nhìn những bạn trẻ mà đóng góp vào đó, thì chúng tôi tin tưởng một cách mãnh liệt rằng tự do, dân chủ, nhân quyền là cái điều mà con người chúng ta cần. Thì chắc chắn các bạn trẻ là dù sống ở hải ngoại nhưng sẽ hướng lòng về quê hương, hỗ trợ những người đấu tranh ở trong nước để cho họ thành công trong việc đấu tranh cho Việt Nam phải có tự do, dân chủ. Như vậy Nhật Linh nhé. Rồi, rất là cảm ơn anh Nghe Lữ, những cái lời nhắn nhủ của anh rất là có giá trị. Và cũng xin nói với anh, thấy Phiêu Đồng thấy anh vẫn còn rất là khỏe, cũng chưa già lắm đâu. Giờ thôi chúc anh Nghe Lữ sức khỏe dồi dào. Thì bây giờ thì hưởng lượng nó cũng đã hết rồi, mong các bạn thông cảm nha. Rất là cảm ơn khán giả hai kênh Trust Media và Nhật Linh Sunshine đã theo dõi một cái live stream nó khá dài. Phiêu Đồng cảm ơn các bạn. Tôi chị Nhật Linh có vài lời để chào tạm biệt với khán giả. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi cùng với chúng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi á, một cái chương trình live stream quá dài, nhưng mà có thể nói đây là chương trình đặc biệt vì sau cái ngày đại lễ thượng kỳ ở tiền sảnh Phước Lộc Thọ, và đặc biệt là có anh Phiêu Đồng từ Canada qua đây với chúng ta. Nhật Linh xin cảm ơn Phiêu Đồng, cảm ơn Nam Quang đã tạo điều kiện để cho chúng tôi có một cái buổi live stream thật là ý nghĩa này. Và xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã ngồi cùng với chúng tôi khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Thank you. Bye bye. See you again. Dạ, anh có muốn lên tiếng một chút xíu không? Ok rồi, thôi, ok. Rồi, tôi ngay cũng.